Chào các em, trong video hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta cái phần ôn tập cuối kỳ 1 năm học 2022-2023. Cái phần ôn tập cuối kỳ 1 này là chúng ta sẽ ôn tập theo đúng cái phần sách kết nối tri thức. Các cái sách thì nó cũng có một số cái phần nó hơi khác nhau một chút. Cô cần nói rõ như thế để những cái bạn mà học các cái phần sách khác thì các em có thể sử dụng để tham khảo. Thì về cấu trúc đề thi thì chúng ta vẫn có cấu trúc đề, đó là 70% cho trắc nghiệm và 30% là tự luận. Thì phần trắc nghiệm là sẽ rơi vào 35 câu, mỗi câu là 0,2 điểm. Và phần tự luận là sẽ khoảng 3 câu, mỗi câu là 1 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái đề số 1. Phần thứ nhất là phần trắc nghiệm. Câu 1 này, phát biểu nào sau đây là một mệnh đề? A. Trời hôm nay đẹp quá. Như vậy ở đây các em thấy rằng câu hỏi của chúng ta là tìm kiếm một cái mệnh đề, đúng không? Khi chúng ta tìm mệnh đề thì các em quan sát các cái kết thúc của câu. Đó. Ở đây chúng ta thấy có chấm than, dấu hỏi. Đó, có duy nhất câu B là dấu chấm. Vậy các em chọn B luôn. Nhưng mà chúng ta không cần đọc đề bài luôn. Đó. Bởi vì các cái mệnh đề thì nó không thể là câu cảm thán. Chấm than là thuộc loại câu cảm thán. Cũng không phải là câu hỏi. Nó chỉ có thể là các cái khẳng định. Đúng không? Đó, phương án B luôn. Không cần đọc nhé. Câu 2. Viết mệnh đề sau bằng ký hiệu với mọi hoặc tồn tại. Các em chú ý, đây là ký hiệu với mọi. Và đây là ký hiệu tồn tại. Có một số nguyên bằng bình phương của chính nó. Rồi chỗ này chúng ta sẽ tách thành các ý như sau. Có một thì có nghĩa là nó là ký hiệu tồn tại. Số nguyên thì cái tập số nguyên là z. Các em chú ý đó, số nguyên thì là tập z nhá. Như vậy cái r là loại. Bằng bình phương của chính nó là số nguyên này bằng bình phương của chính nó. Như vậy chúng ta thấy là trong hai cái phương án mình chưa gạch chỉ có d thôi. D là nó xuất hiện cái ký hiệu tồn tại này. Còn anh này là ký hiệu với mọi gạch rồi. Đó. Đúng chưa? Còn trường hợp B và A thì nó xuất hiện là không phải là số nguyên mà nó là số thực. Đó lại. Câu 3 này, dùng các ký hiệu khoảng đoạn nửa khoảng để viết tập hợp. Các em lưu ý là cái khái niệm khoảng đoạn nửa khoảng thì chúng ta biết rồi. Ví dụ ở đây này, nếu như chúng ta có một số bằng thì chúng ta sẽ là nửa khoảng các em nhé. Còn nếu nó có hai dấu bằng thì nó sẽ là đoạn. Còn nếu nó không có dấu bằng nào cả thì nó là khoảng. Đó. Vậy thì ở đây nếu nó là khoảng thì nó sẽ là hai ngoặc tròn, là đoạn thì sẽ là hai ngoặc vuông. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ là một ngoặc tròn một ngoặc vuông thì nó sẽ là nửa khoảng. Do đó phương án của chúng ta sẽ là gạch bỏ hai này rồi. Được không? Bây giờ C và D, à B và D thôi. B và D thì chúng ta thấy là ngoặc dấu bằng này, nó ở vị trí trừ 5. Như vậy tại trừ 5 là ngoặc vuông, chọn D. Rồi, nửa khoảng các em nhé. Câu 4, phần bù của cái nửa khoảng từ trừ 1 đến 5 trong R. Phần bù tức là chúng ta sẽ lấy R trừ đi cái tập này thì gọi là phần bù. Em chú ý khái niệm. Khi cái tập này này, đó, đây là một tập con của R thì có nghĩa là cả cái tập R của chúng ta theo biểu đồ Venn nó là cái tập lớn này thì cái tập con R nó nằm trong đây. Đó. Thì khi đó cái thành phần này nó sẽ trở thành cái phần bù. Cái phần này này, đây chính là phần bù của cái tập con đấy trong R và nhiệm vụ chúng ta là đi tìm cái phần bù này, đúng không? Cái nửa khoảng này nó chính là cái biểu đồ Venn là của cái tập này. Còn đây là toàn bộ tập R. Vậy thì cái phần này này, đó, tức là lấy R trừ đi cái tập này thì đây chính là phần bù nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có gì? Tốt nhất là trong trường hợp này các em kẻ cái biểu diễn trục số ra để chúng ta tìm là dễ nhất. Các em kẻ trục số này. Thì trên cái trục số này thì chúng ta đây chính là toàn bộ tập R. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái khoảng, nửa khoảng là từ trừ 1 đến 5 này. Đó, bây giờ các em gạch bỏ cái phần này đi. Không, gạch là gạch hết luôn tại đầu bút nhé. À, thì tại đầu bút này là chỗ tại trừ 1 nó ngoặc vuông. Vậy mình gạch luôn cái trừ 1. Do đó là cái phần còn lại của chúng ta là không lấy trừ 1. Và cái phần bên này là tại đây nó ngoặc tròn. Vậy thì ở đây nó vẫn còn cái 5 nhé. Cái mà chúng ta cần quan tâm đó chính là cái đầu bút của nó. Bởi vì cái đầu bút là chúng ta dễ bị sai nhất. Ở đây trước tiên các em đánh giá rằng cái phần bù này nó sẽ gồm hai cái khoảng con này. Không, hai khoảng con. Bây giờ chúng ta nhìn có duy nhất trường hợp B là xuất hiện hai khoảng con đúng chưa? Đó, đó là đầu mút trừ 1, đầu mút 5. Đúng rồi, vậy chúng ta chọn B luôn. Đó. Nhá. Rồi, như vậy chúng ta thấy rằng là C và D thì nó đều thiếu, đúng không? A thì sai, A sai là bởi vì ở chỗ này chúng ta gạch trừ 1 rồi mà đây nó lại lấy ngoặc vuông là trừ 1 là sai luôn. Chúng ta sang câu 5 này. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn? Bất phương trình bậc nhất hai ẩn này, chúng ta quan sát anh này loại vì chứa x bình. Còn phương án C thì ta thấy là nó chứa y bình, chúng ta cũng loại. Không? Và phương án D thì các em thấy là chứa cả y bình loại. Không? Vì đối với cái phương trình bất phương trình ấy,
bậc nhất hai ẩn thì trước tiên các em phải thấy nó có cái dấu hiệu đầu tiên là nó phải xuất hiện các cái dấu lớn nhỏ, đúng không? Và ẩn của chúng ta nó phải là bậc cao nhất bậc một, vì vậy chúng ta chọn B. Đó. Tiếp theo ta sang câu 6 này. Trong các hệ sau, hệ nào không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn? Chúng ta tìm tương tự. Đó. Hệ nào không phải là hệ nhé, thì các em thấy này, đó là bất phương trình bậc nhất hai ẩn rồi. Đây, chúng ta thấy đây là một cái hệ mà không có một cái dấu lớn nhỏ nào cả. Ừ, vậy thì rõ ràng đây không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Bất phương trình thì bắt buộc nó phải xảy ra các cái dấu lớn nhỏ mà đây không có. Vậy các em chọn không, không phải đây chính là hệ B. Câu 7, trong mặt phẳng OXY, điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ? Thế bây giờ muốn biết cái điểm nào thuộc miền nghiệm, em phải thay cái tọa độ của cái điểm này vào cái hệ phương trình. Thì với điểm P này thì các em lưu ý là tọa độ của nó tương ứng này, x là bằng trừ 1 và y thì bằng 0. Như vậy chúng ta thay vào đây thì các em sẽ được này, 3 nhân với trừ 1 trừ đi 0 có lớn hơn 1 không? Đó, như vậy là vô lý đúng không? Tại vì sao? 3 nhân với trừ 1 bằng trừ 3, trừ 3 không thể lớn hơn 1, do đó điểm này không thể là nghiệm được, chúng ta gạch bỏ luôn. Đó. Muốn là nghiệm nó phải thỏa mãn cả hai cái bất phương trình này. Bây giờ B này, B thì các em thấy là x của chúng ta sẽ được thế là 1 và y tương ứng là 1. Vậy giờ chúng ta thế vào cái bất phương trình này, 3 nhân 1 trừ 1 thì nó lớn hơn 1 chưa? Lớn hơn rồi đúng không? Thế là 2, 3 trừ 1 là 2, 2 lớn 1. Ta thử với bất phương trình thứ hai, các em sẽ được là 1 cộng với 2 nhân 1 nhỏ hơn bằng 2. Điều này đúng hay sai? Đó, 2 nhân 1 là 2, cộng 1 là 3, 3 không thể nhỏ hơn 2. Vậy thì bất phương trình này nó sẽ không nhận cái nghiệm này. Đúng không? Đó. Cái điểm này nó chỉ thỏa mãn cái bất phương trình thứ nhất mà không thỏa mãn bất phương trình thứ hai, cho nên chúng ta loại. Muốn là nghiệm của hệ thì nó phải thỏa mãn hai cái bất phương trình luôn. C này, ở đây tương ứng chúng ta có x là 1. X là 1 và y tương ứng là -1. Bây giờ các em thế vào đây. Ta được 3 nhân 1 trừ đi y là -1 lớn hơn 1 hay không? Chúng ta thấy này, trừ với trừ thành cộng nhá. À, 3 cộng 1 là thành 4, thỏa mãn. Bất phương trình thứ hai tương tự này. Các em thế là x là 1 này cộng với 2 nhân với -1 nó có nhỏ hơn 2 không, đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy là 2 nhân với -1 là -2. -2 cộng 1 là -1, thế nhỏ hơn 2 rồi. Do đó thì đây chính là nghiệm của hệ. Chọn phương án C. Nhớ cho cô là cái điểm muốn là nghiệm của hệ thì cái điểm đấy khi thay vào cái hệ bất phương trình ấy, nó sẽ phải thỏa mãn tất cả các cái bất phương trình có trong cái hệ đó nhé. Câu 8, trong các cái khẳng định sau đây khẳng định nào sai? À, ở đây chúng ta nhìn xem nó có cái đặc điểm gì. Thứ nhất là chúng ta thấy này, 30 độ 150, 30 150 đúng không, đều là so sánh hai cái góc là góc 30 độ và góc 150 độ. Thì hai cái góc này các em thấy nó có đặc điểm là 150 độ cộng 30 độ thì nó chính là 180 độ. Đó. Vậy thì đây chính là sử dụng tính chất của sin của các góc bù nhau. Đó. Thì các em nhớ là sin của góc bù nhau á thì nó chỉ có duy nhất là chúng ta bằng sin thôi, còn đâu là nó sẽ bằng đối hết, đúng không? Vậy thì ở đây người ta yêu cầu tìm khẳng định sai. Vậy thì phương án A sai. Bởi vì trong trường hợp các góc bù nhau thì sin nó phải bằng sin. Sin hai góc bù nhau thì nó sẽ phải bằng nhau, còn tang, cotang và cos thì nó bằng đối của nhau. Vậy chúng ta sẽ chọn phương án A. Đó. Đây là chọn khẳng định sai mà, đúng không? Đúng của nó là chỗ này nó phải là dấu cộng nhé. Đó, rồi câu số 9. Cho tam giác ABC có này. Ở đây chúng ta có ABC đó, là độ dài của các cạnh. Chọn mệnh đề sai. Ở đây chúng ta có các cái biểu thức này thì em thấy là đây chính là phát biểu của định lý cosine, đúng không? Định lý cosine thì chúng ta cần tìm hiểu đó là cạnh thì tương ứng với góc tương ứng. Đó. Như vậy ở đây người ta yêu cầu mệnh đề sai, chúng ta xem cái nào bị phạm nhé. Đây chúng ta thấy phương án C bị phạm này. Cạnh là C và góc lại là góc B, đúng không? Vậy chúng ta chọn luôn là C. Rồi chúng ta tiếp tục với câu số 10. Đo chiều dài của một cây thước, ta kết luận rằng được cái kết quả là L thì bằng 45 cộng trừ 0,3 cm, thì sai số tương đối của phép đo chiều dài là. Đấy, thì ở đây người ta hỏi chúng ta đó là gì? Sai số tương đối, sai số tương đối. Mà ở đây chúng ta có cái kết quả này cộng trừ 0,3 đúng không? Thì sai sai số thì các em học về hai cái loại sai số, một là sai số tuyệt đối và hai là sai số tương đối. Thì các em biết là đối với cái giả thiết như thế này, chúng ta có cái độ chiều dài đo chiều dài của cái kích thước này L 45 cộng trừ 0,3. Vậy thì cái 0,3 này nó chính là cái độ chính xác D, đúng không? Đó, đây là độ chính xác D này. Đó. Và từ cái độ chính xác D này thì chúng ta kết luận được cái sai số tuyệt đối đó là delta L chẳng hạn, thì nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,3. Đó. Và khi có delta L rồi thì chúng ta sẽ xác định được sai số tương đối chính là sigma của L. Thì lúc này nó sẽ được tính bằng là delta L chia L gì? Vậy nó sẽ phải nhỏ hơn bằng là 0,3 chia cho L, đây là 45 đúng không? Đó, 45.
Rồi, như vậy lúc này chúng ta sẽ thu được cái kết quả là 0,3 mà chia cho 45. Không thì các em sẽ thực hiện chia thì chúng ta thu được kết quả là nó bằng 1 phần 150, đúng nhá. Đó. Vậy thì cái phương án chọn của chúng ta sẽ là phương án D. Các em chọn D. Rồi câu 11, quy tròn số 2,654 đến hàng phần chục được số 2,7. Rồi, đến hàng phần chục tức là đến đây đúng không? Đó, tức là ở đây chúng ta sẽ quy tròn đến hàng phần chục. Thì lúc này các em thấy rằng là ngay sau số 6 này thì là số 5. Như vậy là nó là từ 5 trở lên thì chúng ta sẽ cộng thêm cái số đứng trước này là một đơn vị gì. Vậy thì làm tròn đến 2,7 theo quy tắc làm tròn nhá. Đấy, vậy thì trong cái quy tắc làm tròn này thì cái sai số tuyệt đối ở đây là bao nhiêu? Thì chúng ta lưu ý là cái sai số tuyệt đối này, đó chính là cái delta đúng không ạ? Cái delta tức là nếu như chúng ta có số đúng nhá. Cô nhắc lại về cái cơ sở lý thuyết này, một số đúng là A ngang, cái độ chính xác là D, đúng không? Vậy thì cái số gần đúng nó sẽ được viết thành là A ngang cộng trừ D nhá. Đó. Thì bây giờ chúng ta có là nếu như mình quy tròn cái số này đến hàng một chục là 2,7. Vậy thì cái sai số tuyệt đối ở đây nó chính là bằng gì? Bằng cái delta, cái delta thì nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng cái D này. Đúng chưa? Nhỏ hơn bằng cái D. Thế thì cái D này của chúng ta là bao nhiêu? Thì chúng ta lấy 2,7 này, ta trừ đi 2,654 thì chúng ta sẽ được cái sai số tuyệt đối ở đây đi. Chính là cái độ chính xác D đấy, đúng không? Vậy ta được này, 2,7 trừ đi 2,654. Như vậy đây ta thêm hai số 0 ta trừ nhé. Đó, như vậy 6 này, có đây là 4 này, đúng không? 0 này. À, không 0,046. Vậy các em chọn phương án là C nhé. Vậy từ đây chúng ta xong được cái câu số 11. Ta sang tiếp là câu số 12. Đại lượng đo mức độ biến động chênh lệch giữa các giá trị trong mẫu số liệu thống kê gọi là A là độ lệch chu, B là số trung vị, C phương sai và D là tần số. Rồi, thứ nhất là cái độ lệch chu này các em không có học gì cả, đúng không? Cho nên cái khái niệm này mình loại trừ luôn. Chúng ta chỉ học về số trung vị, phương sai và tần số thôi. Đây người ta nói là đại lượng đo cái mức độ biến động chênh lệch giữa các giá trị. Đấy, chúng ta bám vào cái từ này, chênh lệch giữa các giá trị nhưng mà là đo mức độ biến động. Đó, mức độ biến động nhé. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là phương án B ấy, là số trung vị. Số trung vị thì nó không có đo cái mức độ biến động, nó xác định cái vị trí của cái số chính giữa đúng không? Đó, so với cái mẫu số liệu đấy thôi chứ nó không thể hiện được cái mức độ biến động hay là chênh lệch giữa các giá trị. Đấy, thì trong các cái phương án này chỉ có phương án C thôi, bởi vì cái phương sai nó chính là đo cái mức độ thì chênh lệch giữa các giá trị, đo cái độ phân tán của số liệu, đấy chính là cái mức độ biến động này, đúng chưa? Còn cái tần số là nó chỉ đo được số lần xuất hiện của cái mẫu số liệu đó, cho nên cũng không thể đo được là gì, là sự chênh lệch giữa các giá trị ở đây. Rồi chúng ta sang câu 13. Điểm này, thang điểm 10 của 11 học sinh cao điểm nhất trong một bài kiểm tra như sau. Đó, như vậy chúng ta có dãy số liệu này, hãy tìm các tứ phân vị. Như vậy yêu cầu ở đây là tìm các cái tứ phân vị. Tứ phân vị của chúng ta gồm Q1, Q2, Q3 đúng không? Để tìm tứ phân vị thì các em thực hiện thông qua các bước. Đầu tiên là chúng ta phải sắp xếp lại dãy số liệu. Đó, theo thứ tự là không giảm. Vậy đây chúng ta có 7 này. Đó, sau đó đến 8. 8 thì chúng ta có hai số liệu này. Rồi đến 9. 9 ở đây chúng ta có bốn số liệu. Đúng không? 4 số 9. Và 10 chúng ta cũng có bốn số 10. Đó, theo thứ tự không giảm nhé. Thế tiếp theo thì chúng ta thấy là chúng ta xác định Q2 trước đúng không? Q2 chính là cái số trung vị của cả cái dãy này. Thì dãy này là số liệu là 11. Sau đó thì các em lấy 11 chia 2 thì được 5,5 thì vậy thì cái số trung vị của chúng ta sẽ là 5 cộng 1 tức là thành 6. Chúng ta sẽ đếm từ đầu này, 2 4 6, như vậy đây là 6 này. Như vậy chúng ta xác định được đây chính là Q2. Q2 của chúng ta bằng 9. Đó, thế còn bên trái này là chúng ta sẽ xác định được Q1. Thì Q1 ở đây của chúng ta chính là 8. Đúng không? Q1 là số trung vị ở bên trái. Vậy ta được Q1 là 8. Đó, còn Q3 là trung vị của cái phần dãy số liệu bên phải này của cái với Q2 nhé. Như vậy đây chúng ta có Q3 là 10. Đó, như vậy ta được 10. Thế thì phương án của chúng ta chọn ở đây chính là Q1 8, Q2 9, Q3 10. Đó, phương án C. Chúng ta sang tiếp câu 14. Một cửa hàng giày thể thao đã thống kê cỡ giày của 20 khách hàng nữ được chọn ngẫu nhiên cho kết quả như sau này: 35, 37, 39, vân vân. Đó, tìm trung vị cho mẫu số liệu trên. Rồi ở đây chúng ta tìm trung vị đã. Đầu tiên là chúng ta xác định nhé, đây là 20 ấy, đúng không? 20 khách hàng nữ. Vậy thì nó là số liệu là chẵn. Vì vậy cái số trung vị này chúng ta sẽ lấy hai số chính giữa cộng lại rồi đem chia 2. Đấy, và hai số chính giữa thì ở đây chúng ta lấy 20 chia 2 được 10. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 10 và 11 đúng không? Hai số chính giữa chia 2 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phải sắp xếp đã. Ở đây chúng ta có 35 là nhỏ nhất và chúng ta có mấy giá trị 35 này? 1 này, đúng không? Đó, đến đây nữa là 2 này, 3 nhé. Vậy chúng ta có 3 giá trị 35 rồi. Đó, thì tốt nhất là chỗ này nó lặp lại nhiều ấy. Thì chúng ta sẽ viết dưới dạng là bảng phân phối tần số đi.
Đó, chúng ta có số liệu thứ nhất là 35 thì nằm tại 3 này. Bây giờ 36 sẽ nó nằm tại mấy? Rồi đến 37. Đó, 38. Rồi đến 39, phải không? Đó, 40, 41 nữa gì? Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có đây. 35 là 3 này, 36. 36 thì ở đây chúng ta có số nào không? Ta có 1 này. Ủa, ở đây là 2, như vậy ta có 2 số 36 nhé. Tiếp theo đến 37, ta có 1, 2 này, nhá, 3 này. Đó, 3 số 37 nhé. 38 thì chúng ta có là 1, 2, 3 này, 4 này, 5, 6. Như vậy ta có 6 số 38. 39 là có 1 này, 2 này. Đúng không? Có 2 số 39 thôi. Đó, và 40 với 41 nữa đúng không? Đó, 40 thì chúng ta có bao nhiêu này? 1 này, 2 này. Đó, như vậy có 2 thôi. 41 thì chúng ta có 1. Đó, hết đúng không? Chỉ có 1, 41 thôi. Rồi, ở đây chúng ta còn có cả 42 nữa đúng không? 42 thì chúng ta sẽ có là một trường hợp 42. Như vậy ta có 1. Bây giờ ta tổng lại xem đã đủ 20 chưa này. 33 là 6 nhá. Đó, là 8, 10, 16 này. 16 với 4 là 20. Như vậy đủ 20 nhá. Bây giờ chúng ta cần là lấy số liệu thứ 10, 11. Như vậy ta có 3 cộng 2 là 5, 5 là 8 rồi. 8 với 6 thì nó đã ra 14 rồi. Mà mình đây mới 11. Vậy thì đứng thứ 10 và thứ 11 nó là số 38 hết luôn. Đúng chưa? Vậy ta lấy 38 cộng 38 chia 2. Đó, do đó thì chúng ta sẽ được số trung vị ở đây là 38. Rồi, như vậy chúng ta có được cái câu 14 phương án C. Câu 15 này, hãy tìm khoảng biến thiên của mỗi số liệu thống kê sau. Người ta hỏi chúng ta là khoảng biến thiên nhé. Khoảng biến thiên của mỗi số liệu đó là chúng ta sẽ lấy cái số liệu có cái giá trị lớn nhất trừ đi cái nhỏ nhất. Như vậy ở đây chúng ta có là 22 này, 24. Ồ, vậy lớn nhất ở đây là 87. Đúng chưa? 87 này, chúng ta đem trừ đi cái nhỏ nhất. Nhỏ nhất ở đây là 4 phải không? Đó, vậy thì chúng ta lấy 87 trừ đi 4 thôi. Thì cái khoảng biến thiên ở đây là 83. Chúng ta chọn B. Chúng ta sang tiếp câu số 16. Một mẫu số liệu thống kê có tứ phân vị lần lượt là Q1, Q2 và Q3. Giá trị nào sau đây là giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu? Chúng ta biết là để cái xác định cái giá trị của chúng ta ấy, nó có bị ngoại lệ không, thì các em nhớ rằng là tất cả các cái số liệu của chúng ta, cô giả sử là cái số liệu chúng ta có giá trị y chẳng hạn, thì nó đều phải thuộc trong cái miền đó là từ Q1 đó, không, trừ đi 1,5 nhân với delta Q đó, đến Q3 cộng với 1,5 nhân với delta Q đó. Đây chính là cái xác định các cái số liệu bất thường đó. Có nghĩa là các cái số liệu của chúng ta mà nằm trong cái đoạn này này thì nó sẽ là những cái số liệu không bất thường, còn những cái số liệu mà nó gì ạ, nó nằm ngoài cái miền này thì nó được gọi là các cái số liệu bất thường, hay chúng ta còn gọi là cái người ta gọi là giá trị ngoại lệ đây đúng không? Nên nó không, cái giá trị đấy nó không thể nào nằm trong cái mẫu số liệu đó được. Thế thì nhiệm vụ của các em là đi tính cái miền này đúng không? Miền mà cái các cái mẫu số liệu này nó phải nằm trong. Thế là Q1 chúng ta có rồi đúng không? Q2 thì chúng ta cũng có rồi, Q3 có rồi. Bây giờ chúng ta phải đi tính delta Q nhá. Sau khi tính delta Q xong thì chúng ta sẽ xác định được, đúng không? Delta Q thì được tính bằng cách nào? Xác định là thông qua là Q3 trừ Q1 thôi, đúng không? Vậy ta có này, delta Q thì bằng Q3 trừ Q1. Vậy dựa trên cái cơ sở lý thuyết này thì chúng ta sẽ xác định ra cái giá trị bất thường nhé. Giờ đây chúng ta có Q, delta Q tính trước này. Thì các em sẽ lấy là Q3 là 32, trừ đi Q1 là 22. Như vậy chúng ta là bằng 10. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có là Q1 trừ đi 1,5 nhân với delta Q. Lúc này nó sẽ bằng là 22 trừ đi 1,5 nhân với 10, đúng không? Thì ta được là 1,5 nhân 10 là 15 rồi. 22 trừ 15 thì nó bằng 7 nhá. Đó, còn còn Q3 cộng với 1,5 nhân với delta Q á, thì Q3 nó là 32 cộng với này 1,5 nhân với 10. Như vậy chúng ta sẽ bằng là 1,5 10 là 15 nhé. 15 cộng 32 thì có phải bằng 47 không? Đó, vậy thì tất cả các số liệu của chúng ta ấy, nó phải nằm trong cái đoạn là từ 7 cho đến 47. Bây giờ chúng ta có cái giá trị nào? Thế chúng ta thấy là giá trị là 9 là nằm trong đúng không? Nhưng 48 thì không nằm trong nữa này. 30 thì thỏa mãn nhé, 9 thỏa mãn, 46 thỏa mãn, nhưng 48 thì nó vượt ngoài rồi, đúng chưa? Vậy thì C là phương án chọn, tức là giá trị 48 là giá trị bất thường này, hay gọi là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu. Rồi chúng ta sang tiếp là câu 17, cho tam giác ABC, số các cái vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm cuối đó, là các đỉnh của cái tam giác ABC là. Em lưu ý là người ta nói rằng là vectơ này phải khác vectơ không. Đó. Và điểm đầu điểm cuối là các đỉnh của tam giác. Vậy thì với một cái tam giác như thế này ABC nhá, với mỗi một cái cạnh đó, mỗi một cạnh của tam giác thì chúng ta sẽ xác định hai cái vectơ. Đó, với cạnh AB thì các em sẽ xác định là cái vectơ AB và vectơ BA, đúng không? Đó, vậy thì chúng ta có ba cạnh
mỗi cạnh là 2 vectơ, vậy 3 cạnh này chúng ta sẽ có 6 vectơ là các cái vectơ mà khác vectơ không thỏa mãn nhé. Vậy phương án chọn của em là phương án B. Câu 18. Cho tam giác ABC khẳng định nào sau đây là đúng? Đây là người ta hỏi về khẳng định đúng. Và các em quan sát các cái khẳng định ở đây thì các em thấy là đây chính là các cái quy tắc về 3 điểm. Đúng không? Quy tắc 3 điểm thì các em có quy tắc cộng và quy tắc trừ 3 điểm. Ta quan sát đối với phương án A thì ở đây chúng ta thấy là vectơ AB cộng vectơ AC thì nó chung nhau điểm A đúng không? Vậy là điểm đầu. Và ra vectơr BC thì cái này không nằm trong quy tắc cộng 3 điểm, chúng ta loại. Đó. Tiếp theo này, vectơr BC cộng vectơr AB, hai vectơr này chung nhau điểm B. Đó. Và điểm B này là điểm cuối của vectơr này, đồng thời là điểm đầu vectơr kia. Như vậy nó thỏa mãn, đây là điều kiện để nó xác định là quy tắc gì ạ? 3 điểm với quy tắc cộng. Thì kết quả bằng vectơr AC, như vậy đây là khẳng định đúng. Đó. Nếu như chúng ta không nhận ra chỗ này, các em có thể viết lại thành là vectơr AB sắp xếp lại nhé, cộng vectơr BC, đó, thì nó bằng vectơr AC, đúng không? Rồi, như vậy phương án chọn là B. Thế còn cái phương án này D này cũng sai, bởi vì đối với quy tắc cộng thì cái đặc điểm của nó đó là điểm cuối của vectơ này là điểm đầu vectơ kia. Còn đây là xuất hiện quy tắc trừ đúng không? Nhưng quy tắc trừ này nó đúng với quy tắc trừ rồi, nhưng mà cái kết quả của vectơ AB trừ vectơ AC ấy, nó phải ra vectơ CB chứ không phải vectơ BC, nên câu C bị sai nhé. Rồi chúng ta sang câu 19. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ OY cho điểm M này và điểm N. Điểm M có tọa độ là -3, 1, điểm N tọa độ là 6, 4. Tọa độ trọng tâm G của tam giác OMN này. Vậy thì đầu tiên các em thấy rằng là ta phải nhớ được là cái O này chính là góc tọa độ. Mà góc tọa độ thì có tọa độ là 0, 0. Vậy thì trọng tâm G được tính bằng cách nào? Đó là chúng ta lấy trung bình cộng của ba cái điểm là OMN. Nhá. Như vậy chúng ta có thể sắp xếp các cái điểm này lại như sau này. Điểm M tọa độ là -3, 1. Điểm N tọa độ là 6, 4. Và điểm góc tọa độ O là 0, 0. Đó, bây giờ điểm G chúng ta sẽ lấy trung bình cộng của 3 điểm. Tức là ta lấy này, -3 cộng 6 cộng 0, rồi đem chia 3. Đó, -3 cộng 6 thì bằng 3. 3 cộng 0 là 3. 3 chia cho 3 thì bằng 1. Như vậy tọa độ G, hoành độ là 1. Tung độ ta làm tương tự. Ta lấy 1 cộng với âm 4 là thành âm 3. Âm 3 cộng 0 vẫn là âm 3. Âm 3 đem chia 3 thì là âm 1. Như vậy ta được là âm 1. Đó. Phương án chọn của chúng ta là phương án C. Rồi chúng ta sang câu tiếp theo là câu 20. Cho tam giác ABC có góc ABC là 30 độ, cạnh AB bằng 5 và cạnh BC bằng 8. Tính cái tích vô hướng của vectơ BA nhân vectơ BC. Thì bài này người ta hỏi chúng ta về tích vô hướng mà trong khi đó chúng ta lại có là độ dài đây và góc. Thì chúng ta theo cái định nghĩa tích vô hướng chúng ta sẽ bằng là độ dài vectơ BA đúng không? Nhân độ dài vectơ BC và nhân cốt của góc giữa hai vectơ này chính là góc gì? À, ABC đúng không? Các em lưu ý góc giữa hai vectơ này là cái góc mà có điểm chung này. Đó là điểm B đúng không? Vậy ta có góc ABC. Vậy ở đây thì chúng ta có hết rồi. Độ dài vectơ AB, BA chính là độ dài đoạn AB. Độ dài vectơ BC chính là độ dài của đoạn BC. Do đó chúng ta có hết các cái giả thiết nhé. Ta điền vào đây. Ta sẽ được là 5 nhân 8 nhân với cốt của góc 30 độ. Đó, và chúng ta thu được kết quả đúng không? Thì ở đây các em biết là 5 nhân 8 thì bằng 40 rồi. Đó, cốt 30 thì là căn 3 chia 2. Ừ. Như vậy nó là 20 căn 3. Phương án của chúng ta là phương án B. Đó. Câu 21 này. Xét mệnh đề kéo theo P. Nếu 18 chia hết cho 3 thì tam giác cân có hai cạnh bằng nhau. Và mệnh đề Q này, nếu 17 là số chẵn thì 25 là số chính phương. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. Đó. P đúng Q sai. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là người ta cho chúng ta hai cái mệnh đề. Và trong các cái yêu cầu này thì người ta nói chúng ta chính là xét cái tính đúng sai của cái mệnh đề P và mệnh đề Q. Đúng không? Thế bây giờ chúng ta đi xét tính đúng sai của từng mệnh đề một. Nếu 18 chia hết cho 3 thì tam giác cân có hai cạnh bằng nhau. Nó đang là 18 chia cho 3 nó đang là một số đúng không? Xong lại kết luận về hình đó là tam giác này có hai cạnh bằng nhau, có liên hệ gì không? Không đúng chưa? Chả có một cái liên hệ gì cả. Đó, nhưng mà này, chúng ta nhớ rằng trong cái mệnh đề kéo theo thì nó lại cái tính đúng sai của nó lại hơi khác một chút nhé. Bản thân cái mệnh đề kéo theo là nó có dạng là P M đi, ở đây cũng không dùng P nữa bởi vì người ta đang cho mệnh đề P. Mệnh đề kéo theo là nếu một cái mệnh đề gì đó cũng đặt là M thì kết luận ra một cái mệnh đề N nào đó. Nhưng mà quan trọng là cái tính đúng sai của cái mệnh đề kéo theo này này, nó lại là gì? Nó chỉ sai, tức là cái mệnh đề kéo theo là nó chỉ sai. Nếu như nhé, nếu như mà M đúng nhưng mà N thì sai. Đấy, nó chỉ sai khi cái điều này thôi. Tức là khi cái anh đứng trước này này nó đúng nhưng mà cái anh đứng sau này nó sai đó. Thì bây giờ chúng ta phải xem là cái điều này nó có xảy ra không. Còn nếu như
Nếu như cái điều này không xảy ra thì cái mệnh đề kéo theo được quy là đúng hết. Em nhớ lưu ý nhé. Như vậy ở đây chúng ta có này, ở mệnh đề P của chúng ta thì lúc này cái mệnh đề đứng đằng trước này, nó là chính là M đây. Đó, ra cái cụm đằng sau này nó chính là N. Đó. Nếu đọc cả câu lên thì ta thấy nó chả có liên hệ gì với nhau, đúng không? Nhưng xét tính đúng sai đây ta lại vẫn có thể xét được. 18 chia cho 3. Đây là một khẳng định đúng. Như vậy M đúng. Tam giác cân có hai cạnh bằng nhau. Rõ ràng tam giác cân thì hai cạnh bằng nhau. Vậy thì N cũng đúng luôn. Vậy dẫn tới là gì? M đúng, N đúng, cho nên P này đúng. Đó. Các em chú ý nhé, mệnh đề P này đúng, cho nên cái nào nói P sai là gạch rồi. Đúng chưa? Đó. Tiếp theo này. Tương tự như thế, vậy thì đối với mệnh đề Q này nhá, thì cái cụm này nó đóng vai trò là M đây. Còn cái cụm này, đó, M là đến chỗ thì thôi. Đến cái chỗ thì thôi. Đó, cái này là M nhé. Đấy, sau chữ thì này nó là N. Đó, đúng chưa? Vậy ta thấy này, 17 là số chẵn, sai. M sai rồi. M đã sai, tức là M đúng N sai thì nó mới là sai. Mà đây M sai một cái này chả cần đúng hay sai thì cái này nó vẫn đúng luôn. Vậy Q đúng. Vậy phương án chọn của chúng ta là phương án B. Đó, như vậy cái chỗ này chúng ta rất dễ bị khó khăn trong cái việc phát hiện cái tính đúng sai khi chúng ta xuất hiện cái mệnh đề kéo theo. Thì cái tính chân lý của mệnh đề các em phải bám sát vào cái này. Đó là một cái mệnh đề kéo theo á, nó chỉ sai nếu như cái mệnh đề đứng trước này là đúng nhá. Và cái mệnh đề đứng sau chữ thì này là sai. Còn lại mọi trường hợp còn lại là đúng hết. Rồi, đấy là câu số 21. Chúng ta sang câu 22 này. Biết rằng là các em nhìn cái ký hiệu này. Đây chính là phần bù của tập A trong tập R. R là tập số thực. Thì cho kết quả là nửa khoảng từ trừ 3 đến 11. Phần bù của tập B trong R là nửa khoảng từ trừ 8 đến 1. Khi đó, phần bù của tập A giao B trong R thì sẽ bằng. Đó. Như vậy thì để biết được cái phần bù này nó như thế nào ấy, thì tốt nhất trong trường hợp này chúng ta sẽ phải kẻ cái trục số ra. Đúng không? Để chúng ta xác định được cái gì? Đầu tiên chúng ta phải xác định được cái tập A giao B đã. Mà muốn xác định tập A giao B thì phải xác định được tập A và tập B đã. Ở đây người ta không cho trực tiếp tập A, mà người ta lại cho là phần bù của tập A trong R. Vậy bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn trên các cái trục số như sau này. Đấy nhá, trục thứ nhất, trục thứ hai, đó, và cuối cùng là trục thứ ba. Bây giờ chúng ta quan sát này, ở cái trục thứ nhất này, chúng ta có phần bù của tập A trong R, thì người ta cho là trừ 3, 11, tức là chúng ta có cái tập này, trừ 3, 11. Đây chính là phần bù của tập A trong R là cái phần này. Vậy thì cái phần còn lại này nó sẽ chính là tập A. Do đó bây giờ chúng ta gạch gạch bỏ cái phần bù này đi. Vậy tập A của chúng ta là phần còn lại. Tương tự này, nếu phần bù của tập B trong R người ta cho là trừ 8 đến 1. Bây giờ đây là trừ 3 rồi này. Trừ 8 của này ra ngoài này. Đó, đến 1. Như vậy nó nằm ở đây. Đến 1. Vậy ta cũng gạch bỏ cái này đi. Thì phần còn lại nó chính là tập B. Đó. Phần bù nó là anh này mà, thì cái phần còn lại là B, bởi vì cái phần bù này cộng với tập B thì nó là toàn R. Em chú ý nhé. Rồi bây giờ chúng ta tiếp này. Bây giờ chúng ta có A có B rồi thì các em phải xác định được A sao B đã, thì chúng ta mới xác định được cái phần bù của cái tập A sao B này. Vậy thì A sao B ở đây là cái gì? Chúng ta kết hợp lại. Sao phải là những phần tử chung. Vậy đây là tập A rồi này và đây là tập B đúng không? Chúng ta gióng từ trừ 8 này xuống đây. Ta gióng xuống đây này. Như vậy có phải chúng ta được cái đoạn giao nào này? Cái đoạn này là cả thuộc vào cả tập A và tập B không? Đó, còn cái đoạn này không thuộc đâu. Cái đoạn này là thuộc A nhưng không thuộc B nhé. Đó, tương tự cái đoạn nhỏ xíu là thuộc B nhưng không thuộc A. Vậy ta gạch nó đi. Do đó các em gióng đây. Vậy ta sẽ được lúc này nó là gì? Đó, A giao B lúc này. A giao B lúc này này. Thì cái tập giao của chúng ta, thì cái tập B của các em ấy là nó lấy trừ 8. Và tập A cũng lấy trừ 8. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ có giao ở đây sẽ là trừ vô cực đến trừ 8 góc vuông. Hợp với này. Ở đây chúng ta sẽ có 11 này thuộc tập A. Đúng không? Và 11 cũng thuộc tập B. Vậy chúng ta sẽ lấy là 11 đến dương vô cực. Đó. Vậy ta được A sao B. Bây giờ ta viết cái tập giao xuống đây thì ta được này. Chỗ này là trừ 8 và chỗ này là 11. Vậy ta gạch bỏ cái tập giao này đi thì ta được phần bù. Đó, vậy phần bù của chúng ta bây giờ sẽ là trừ 8 đến 11 và các em sẽ lấy ngoặc tròn. Và phương án A là phương án chọn. Dạ, các em chọn A. Rồi, đấy là câu số 22. Rồi, câu 23. Biểu nghiệm của bất phương trình nào sau đây thì được biểu diễn bởi nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình vẽ? Thì đây chính là cái biểu nghiệm này. Đó, và cái biểu nghiệm này chúng ta quan sát thấy nó chứa cái góc tọa độ O. Vì vậy đây chính là cách để chúng ta kiểm tra dễ nhất. Chúng ta thay cái tọa độ O này có tọa độ 0,0 vào các bất phương trình để chúng ta kiểm chứng trước. Đây ta có này. Đó, vậy thì phương án A là 2 nhân 0 trừ 0 nhóm bằng 3 thì nó thỏa mãn. Đúng không? Với cái bất phương trình B thì chúng ta thấy không thỏa mãn rồi này. 0 trừ 0 lớn bằng 3, 0 trừ 0 lớn bằng 0 thì nó không thể lớn 3 được. Cho nên chúng ta loại phương án B. À, phương án C thì chúng ta thỏa mãn và phương án D thì chúng ta thấy cũng không thỏa mãn, đúng chưa? Khi chúng ta thay tọa độ điểm 0 vào đây
Ta được là 2 nhân 0 trừ đi 0 thì nó không thể nào lớn 3 được. Vậy ta chỉ còn A hoặc là D thôi. Thế trong cái phương án A và phương án D, chúng ta thấy là đây là dấu trừ và đây dấu cộng, chỉ khác nhau chỗ đó thôi, đúng chưa? Vậy thì cách tốt nhất là chúng ta kiểm chứng dựa trên cái điểm này, phần đồ thị đi qua này, đúng không? Chúng ta thấy ở đây là cái giá trị này là x bằng 0 thì y bằng trừ 3. Đấy, chúng ta thay này, x bằng 0 nhé. Đó, thì trừ y bằng 3, vậy thì y bằng trừ 3, đúng chưa? Tức là cái phương án A này này, nó sẽ phải có cái bờ, nó chính là cái đường thẳng 2x trừ y bằng 3. Còn phương án D nó có bờ là đường thẳng 2x cộng y bằng 3. Đúng không? Vậy thì rõ ràng cái phương án D này nó không thể đi qua cái điểm này được. Mà cái bờ này của chúng ta đi qua điểm này. Điểm này là điểm á, nó cho chúng ta là cái điểm A này tọa độ là 0 trừ 3. Tức là x bằng 0 thì y phải bằng trừ 3. Chúng ta thay vào đây. 0 này. Thì nếu x bằng 0 thì y nó phải bằng 3. Nó là bờ của phương án D. Vậy thì chúng ta loại D thôi. Các em chọn sẽ phải là phương án A. Như vậy chúng ta kiểm chứng dựa trên là một cái điểm là nằm trong miền nghiệm này. Và chúng ta kiểm tra cái bờ nữa là chúng ta ra được đáp án chọn nhé. Bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo là câu 24. Câu 24 thì họ hỏi chúng ta là miền tam giác ABC kể cả này. Đó, chúng ta dùng cái từ là kể cả các cái cạnh nhé. Đấy, các cái cạnh. Đó, tức là cạnh AB, cạnh AC và cạnh BC này. Trong hình là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây? Trước tiên chúng ta đánh giá là nó là kể cả các cạnh này. Vậy bất phương trình của chúng ta phải xuất hiện dấu bằng. Thì đây các em thấy trong bốn đáp án thì cả ba cái hệ của chúng ta đều có, cả ba cái phương trình trong hệ thì đều có dấu bằng rồi. Như vậy thì chúng ta không loại được phương án nào cả nhé. Tiếp theo bây giờ chúng ta thấy là ở đây các em có thể lấy một cái điểm bất kỳ nằm trong cái miền nghiệm này để chúng ta kiểm chứng. Thì thông thường ấy, chúng ta sẽ lấy nằm trên trục OX hoặc OY là dễ nhất. Ví dụ ở đây là cái đoạn thuộc trục OY ấy, nó là từ 1 đến 2 thì nó nằm trong miền nghiệm đúng không? Vậy chúng ta lấy luôn một cái điểm ở đây chẳng hạn. Ta đặt là điểm M và tọa độ ở đây lúc này x phải bằng 0 vì nó thuộc trục OY mà. Thì cái điểm đây ta lấy là 1,5 đi, đúng không? Bởi vì chỗ này nó là từ 1 đến 2 thì 1,5 nó thuộc miền này rồi. Đó, thì có nghĩa là cái điểm M là nó thuộc miền nghiệm. Bây giờ ta sẽ thay tọa độ điểm M vào cả các cái phương án này thêm phương án nó thỏa mãn. X bằng 0 nhá. Như vậy chỗ này là 1,5 trừ 2 nhỏ hơn 0 đúng. Trừ 1,5 cộng 2 lớn 0 đúng. Đây, trừ 2 nhân 1,5 cộng với 2 và nhỏ hơn 0 thì cũng đúng, đúng không? Như vậy phương án này là phương án mà điểm M thỏa mãn. Nhưng mà ta chưa chọn ngay được, đúng không? Bởi vì ta phải thử tiếp với những phương án kia đã. Tiếp tục là phương án B này. Đây, x bằng 0 y 1,5. Ở đây trừ 2. 1,5 với lại trừ 2 thì nó phải mang giá trị âm nhé. Vậy phương án này loại mất rồi. Đó, loại phương án này. Tiếp phương án này này. X bằng 0 y là 1,5. 1,5 trừ 2 thì âm rồi nhé. Đó, 0 này. Trừ 1,5 cộng 2. Trừ 1,5 cộng 2 thì không thể âm được. Loại C. Không thỏa mãn. Tiếp theo này. Đó, 0 này. 1,5 trừ 2. Thỏa mãn này. 0 trừ 1,5 cộng 2 cũng thỏa mãn. Đây 0 này. Đó, trừ 1,5 nhân với trừ 2. Thì rõ ràng nó không thể lớn không được, đúng không? Người ta loại đây luôn. Do đó chúng ta phải chọn A thôi. Đó, thì đây chính là cách để chúng ta kiểm chứng nhanh nhất. Vì đối với trắc nghiệm mà chúng ta đi làm theo đúng trình tự để chúng ta biểu thị cái miền nghiệm này là chúng ta sẽ làm rất là lâu mới ra được. Rồi chúng ta sang tiếp câu 25. Trong tam giác ABC có góc A là 120 độ thì đẳng thức nào sau đây đúng? Ở đây chúng ta lại thấy nè, xuất hiện này, bình phương, tổng bình phương ở đây thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái mà chúng ta nghĩ đến đó chính là bất định lý Cauchy, đúng chưa? Định lý Cauchy và cái góc A của chúng ta là 120 độ. Vậy thì thường chúng ta sẽ tìm mối liên hệ với cạnh A theo định lý Cauchy. Bởi vì ở đây chúng ta cái đặc điểm mà chúng ta thấy xuất hiện các cái dạng bình phương của cạnh này. Đó, rồi lại xuất hiện dạng tích hai cạnh này, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta dùng góc A thì chúng ta có A bình nó phải bằng là B bình cộng C bình nhé. Trừ 2 nhân B nhân C nhân cos góc A. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta chỉ phải tính cái này thôi. Thì cos góc A tức là cos của 120 độ. Mà cos 120 độ thì chúng ta dùng máy tính chúng ta bấm thôi. Chúng ta sẽ biết là nó bằng bao nhiêu đúng không? Sau đó ta nhân với cụm kia đi. Thì chúng ta sẽ ra được kết quả. Thì cos 120 độ thì cái miếng là chắc chắn nó sẽ ra giá trị là âm. Đó, là âm 1 phần 2, đúng chưa? Do đó thì lúc này là chúng ta sẽ thấy rằng là cái trừ 2 ở đây này. Cái trừ 2 này mà nhân với cái cos này nó bằng âm 1 phần 2 nhé. Âm 1 phần 2. Thì cái trừ 2 này nhân với âm 1 phần 2 nó thành dương 1. Vậy ta cộng BC. Đó, em chọn B. Rồi câu 26. Cho tam giác ABC thì có góc B, góc C và cạnh AC. Độ dài cạnh BC bằng. Như vậy ở đây chúng ta cũng sử dụng cái hệ thứ lượng tam giác. Đó. Khi chúng ta biết hai góc rồi và chúng ta biết một cạnh thì chúng ta tính cạnh còn lại bằng cách là ta nghĩ định lý sin. Đó. AC là B này, còn BC là bằng A. A chia sin góc A thì sẽ bằng B chia cho sin góc B. Đó. Bởi vì ở đây chúng ta có cạnh B rồi và ta đi tính cạnh A. Ở đây chúng ta sẽ có được là A chia cho sin của góc 45 độ thì sẽ phải bằng B là 10 chia cho sin góc thì 60 độ. Do đó lúc này ta có A sẽ bằng, kem dùng tích chéo ở đây, tức là 10 nhân với sin của góc 45 độ
chia cho sin góc 60 độ. Đó, và chúng ta có được đáp số. Thì để có đáp số chúng ta sẽ bấm trên máy tính thôi. Chúng ta sẽ có ở đây nè. Phân số này, 10 nhân với lại sin của góc 45. Đó, sau đó chúng ta lại chia cho sin của góc 60. Rồi, và kết quả chúng ta là 10 căn 2 phần 3. Đó. Tức là ở đây chúng ta sẽ bằng này, 10 căn 2 phần căn 3. Thế nếu trục căn thức đi, ta tưởng là 10 căn 6 phần 3. Đúng không? Phương án chọn của chúng ta sẽ là 10 căn 6 phần 3, phương án A. Rồi, đấy chính là cái câu 26. Chúng ta sang tiếp câu 27 này. Cho tam giác ABC có cạnh AB bằng 6 cm, AC bằng 9 cm, góc BAC bằng 60 độ. Diện tích tam giác ABC là. Vậy bài này người ta hỏi chúng ta về diện tích tam giác. Thế thì khi tính diện tích tam giác thì em chỉ cần thuộc các cái công thức liên quan đến diện tích tam giác là chúng ta có thể tính được rồi. À, vậy trong bài này chúng ta nhìn xem ta có những giả thiết nào để chúng ta dự đoán cái công thức mà các em sẽ áp dụng. Thì ở đây thì em thấy được là giả thiết người ta cho chúng ta là cái cạnh AB. AB tức là nó chính là cạnh C nhỏ, AC chính là B nhỏ và góc BAC. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đây chính là góc A đúng không? Cho hai cạnh và góc xen giữa, góc A là góc xen giữa của hai cạnh BC. Do đó cái diện tích F này các em dùng công thức đó là 1 phần 2 tích hai cạnh BC nhân với sin của góc xen giữa là góc A. Đó. Thì dùng cái công thức này thì chúng ta sẽ có được ngay là 1 phần 2 nhân 6 nhân 9 và nhân với sin góc 60 độ. Thì sin 60 độ là căn 3 chia 2. Như vậy chúng ta sẽ được 6 chia cho 2 chỗ nên là 3. Đúng không? 39 là 27 rồi. Thế còn sin 60 độ là căn 3 chia 2 nữa. Do đó ở đây cái kết quả của chúng ta nó sẽ là 27 căn 3 phần 2. Đúng không? Và đơn vị là cm vuông. Chúng ta chọn phương án A. Tiếp theo câu 28. Cho số gần đúng alpha bằng với độ chính xác D là 101. Hãy viết số quy tròn của số. Như vậy thì với cái độ chính xác 101 này chúng ta sẽ làm tròn đến cái hàng đến số 8 này đúng không? Đó. Đến số 8 này nhá. Khi làm tròn đến số 8 này thì chúng ta quan sát là đằng sau cái số 8 này này, đó là số 0. Đúng không? Vì khi là số 0 thì nó nhỏ hơn 5 rồi. Do đó toàn bộ cái cụm phía đuôi này chúng ta đưa về 0 hết. Đó, vậy thì phương án đúng của chúng ta nó sẽ là phương án này. Phương án B. Đó. Được chưa? Đằng sau số 8 mà cái nhỏ hơn 5 một cái thì chúng ta sẽ đưa toàn bộ cái đuôi này về 0 hết. Còn từ 5 trở lên thì cái 8 này chúng ta sẽ cộng thêm một đơn vị là 9. Và cái đuôi này cũng về 0 hết nhé. Rồi chúng ta sang câu tiếp theo là câu 29. Chỉ số IQ và EQ tương ứng của một nhóm học sinh được đo và ghi lại ở bảng sau. Chúng ta cho chỉ số IQ và chỉ số EQ. Hiện nay thì hai cái chỉ số chủ yếu chúng ta được biết đến đó là chỉ số IQ là đo cái chỉ số về cái mức độ thông minh. Còn cái EQ này chính là đo cái chỉ số về cảm xúc. Thì có những người người ta có cái chỉ số IQ cao hoặc là EQ cao thì người ta sẽ dựa trên cái chỉ số này để người ta định hướng là học sinh đó sẽ phù hợp với những cái lĩnh vực nào để phục vụ cho công việc cũng như là trong trong cuộc sống thì họ sẽ có ưu nhược điểm gì. Thì trong cái nhóm học sinh này ấy, thì người ta đo được cái chỉ số IQ ở cái mức độ này đúng không ạ, và EQ. Và bây giờ người ta nói rằng là dựa vào cái khoảng biến thiên của mẫu số liệu IQ và EQ thì hãy chỉ ra mẫu số liệu nào có độ phân tán lớn hơn. Như vậy ở đây người ta đã hỏi chúng ta là cái mức độ phân tán của mẫu số liệu IQ và EQ thì anh nào là lớn hơn, đây là câu hỏi nhé. Độ phân tán nào lớn hơn, và người ta cũng gợi ý cho chúng ta là chúng ta dựa vào cái gì, dựa vào khoảng biến thiên đúng không. Vậy thì rõ ràng rằng để dựa vào khoảng biến thiên thì ta phải đi tính khoảng biến thiên đã. Vậy thì ở đây các em thấy rằng cái khoảng biến thiên của cái mẫu số liệu IQ và EQ tương ứng này thì IQ thì sẽ có khoảng biến thiên, cô sẽ ký hiệu là R1 chẳng hạn đúng không. Đó thì cái khoảng biến thiên này nó sẽ là cái giá trị số liệu lớn nhất nó trừ đi cái giá trị của mẫu số liệu nhỏ nhất. Thì ở đây chúng ta có là lớn nhất ở đây chính là 111 và nhỏ nhất tương ứng ở đây là 88. Vậy các em lấy 111 trừ đi 88 thì ra khoảng biến thiên. Đúng chưa? Thế 111 mà trừ 88 thì chúng ta lấy là 11 trừ 8 thì chỗ này là bằng 3 rồi. Đúng không? Đó. Thế chỗ này là bằng 23 nhé. Rồi với cái mẫu số liệu thứ hai là của IQ thì chúng ta thấy rằng là giá trị lớn nhất ở đây nó chính là 103. Nhá. Và nhỏ nhất tương ứng ở đây nó đang là 90. Vậy thì chúng ta sẽ có khoảng biến thiên có ký hiệu R2. Thì chúng ta có 103 mà trừ đi 90 thì chúng ta bằng 13 đúng không? Vậy rõ ràng rằng là cái khoảng biến thiên của IQ á, thì lớn hơn khoảng biến thiên của EQ. Tức là chúng ta có R1 lớn hơn R2. Vậy thì rõ ràng là cái R1 này nó sẽ có cái độ phân tán lớn hơn đúng không?
Mẫu số liệu EQ sẽ có độ phân tán lớn hơn cái mẫu số liệu EQ nhé. Do đó phương án chọn của chúng ta sẽ là phương án A. Và chúng ta sang tiếp là câu 30. Thống kê số cuốn sách mỗi bạn trong lớp đã đọc trong năm 2021. Bạn Lan thu được kết quả như bảng sau. Hỏi trong năm 2021 thì trung bình mỗi bạn trong lớp đọc bao nhiêu cuốn sách? Như vậy ở đây chúng ta có cái từ này cần ghi nhớ. Đó là trung bình mỗi bạn thì đọc bao nhiêu cuốn sách? Thì ở đây game có này, số cuốn sách là 3 thì có 6 bạn đọc, đúng không? Vậy có nghĩa là dựa vào cái bảng số liệu này thì chúng ta có đây chính là cái bảng số liệu liên quan đến tần số thôi, đúng không? Thế giờ để biết được là mỗi bạn trong lớp đã đọc bao nhiêu cuốn sách thì bây giờ chúng ta sẽ dựa trên đây. Chúng ta sẽ tính cái số trung bình của nó, đúng không? Số trung bình thì cứ ba cuốn sách, tức là đây. Nếu mà đọc 3 cuốn sách thì có 6 bạn, đúng chưa? Mà đọc 4 cuốn sách thì có 15 bạn. Đó, và đọc 5 cuốn sách thì có 3 bạn. Như vậy thì tổng số bạn mà người ta thống kê ở đây tương ứng ra xem có bao nhiêu. Đúng không? Đó, vậy thì tổng số bạn ở đây này nó tương ứng là 6 này, 9 đúng không? 9 ở chỗ này là 24. 24 cộng với lại 16 đúng không? Thì ta có này 24 cộng với 16 thì có phải là 40 bạn không? Đó, thống kê tổng số bạn là 40. Vậy 40 bạn bây giờ trung bình mỗi bạn trong lớp đọc bao nhiêu cuốn sách thì chúng ta sẽ lấy số cuốn sách này nhân với số bạn cộng tương ứng đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ chia cho 40 thì chúng ta sẽ ra được số trung bình mỗi bạn đọc bao nhiêu cuốn sách nhá. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có ta đặt là x ngang là số trung bình đi thì em sẽ được là 3 nhân 6 này cộng 4 nhân 15 này cộng 5 nhân 3 này cộng 6 nhân 8 này cộng 7 nhân 8 này. Đó, và chúng ta chia cho tổng số bạn ở đây là 40 bạn. Đúng chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ bấm máy để chúng ta được cái kết quả tương ứng. Nó là một trong những kết quả ở đây thôi. Vậy thì các em sẽ đưa vào máy tính để chúng ta bấm nhé. Như vậy kết quả của chúng ta ra là 4,925. Do đó các em sẽ chọn cái phương án là phương án B. Chọn phương án B. Ta sang tiếp câu số 31. Cho hình thoi ABCD có cạnh bằng A. Góc A bằng 60 độ. Độ dài của vectơ BA cộng vectơ BC bằng. Như vậy ở đây người ta hỏi chúng ta là độ dài của cái vectơ tổng này. Thì muốn xác định độ dài vectơ tổng thì trước tiên chúng ta phải xác định được là tổng hai cái vectơ này nó sẽ phải bằng vectơ nào đã. Thế thì muốn biết nó bằng vectơ nào thì chúng ta bám vào cái giả thiết ở đây. Người ta cho chúng ta ABCD là hình thoi. Vậy thì các em nên vẽ cái hình thoi ra trước để chúng ta hình dung nhé. Khi nó đã là hình thoi vậy thì chắc chắn nó sẽ phải là hình bình hành. Bởi vì sao chúng ta nghĩ được hình bình hành? Bởi vì chúng ta có cái quy tắc hình bình hành thể hiện mối liên hệ giữa các cái vectơ. Bây giờ chúng ta sẽ có này, đó, A, B, C, D. Vậy thì theo quy tắc hình bình hành chúng ta sẽ có là cái vectơ BA này, đúng không? Cộng với vectơ BC nó phải bằng vectơ BD. Đấy là quy tắc hình bình hành. Tức là tổng hai vectơ cạnh kề là vectơ BA với vectơ BC nó sẽ bằng vectơ đường chéo là vectơ BD. Vậy thì khi đó độ dài của cái tổng này chính là độ dài vectơ BD. Mà độ dài BD thì ở đây chúng ta có là gì? Cạnh bằng A. Như vậy hình thoi thì đây là AA. Và góc A là 60, góc này 60 độ. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tam giác ABD này, nó là cái tam giác vừa cân. Đúng không? Hai cạnh bằng nhau thì là tam giác cân này. Đồng thời nó có một góc là 60 độ, do đó cái nó sẽ là tam giác đều. Đúng không? Vậy thì BD nó cũng bằng A luôn. Các em chọn phương án đúng là phương án D. Câu 32 là trong mặt phẳng hệ tọa độ OXY cho hai điểm này, điểm A tọa độ 21 và điểm B tọa độ -17 thì tọa độ điểm M thỏa mãn cái hệ thức này là. Vậy có nghĩa là bài này thì người ta yêu cầu chúng ta là tôi có một cái hệ thức như này và yêu cầu chúng ta đi tìm cái điểm M nào mà nó thỏa mãn cái hệ thức này. Vậy thì đáp án ở đây của chúng ta là có hết các điểm M rồi. Dựa theo cái hệ thức này chúng ta sử dụng các cái phép toán liên quan đến tọa độ thôi. Thứ nhất là cái điểm M của chúng ta có tọa độ là xy là chưa biết nhé. Thì khi đó chúng ta có ngay này 3 lần vectơ AM. Thế thì vectơ AM lúc này chính là này. Tọa độ vectơ AM là ta lấy tọa độ điểm M trừ tọa độ điểm A. Vậy có nghĩa là điểm đứng sau này tọa độ là xy trừ đi tọa độ điểm A là 21. Vậy lúc này ta sẽ lấy tọa độ này. Ta lấy x trừ 2 và y trừ 1. Đó, thì chúng ta sẽ được tọa độ là x trừ 2, y trừ 1. Đó, tương tự này, tọa độ vectơ AB thì nó sẽ phải là lấy tọa độ điểm B trừ điểm A. Vậy ta lấy trừ 1, 7 nhá, trừ đi tọa độ điểm A ở đây là 21. 21. Đó. Vậy lúc này ta sẽ thu được, đúng không? À, trừ 1 trừ đi 2, đúng không? 7 trừ đi 1. Vậy kết quả của chúng ta là trừ 3. 6. Thế đây 3 lần vectơ AM thì chúng ta sẽ nhân 3 vào đây. Đó, vậy thì chúng ta sẽ được là đúng không? Nhân 3 vào nhé thì ta sẽ được là 3 lần vectơ AM này. Thì cái tọa độ nó gấp 3 lần, do đó chúng ta sẽ thành 3x trừ 6 đúng không? Nhân 3 vào đó, 3y trừ 3.
Đó. Bây giờ chúng ta cần tổng hai cái vectơ này bằng vectơ 0, tức là 3 vectơ AM cộng vectơ AB thì bằng vectơ 0. Do đó chúng ta cộng tọa độ lại và cho nó bằng 0. Tức là lúc này chúng ta có hệ này. 3 lần vectơ AM tức là 3x trừ 6 cộng vectơ AB là trừ 3 thì phải bằng 0. Tiếp theo này, y trừ 3, 3y trừ 3 là 3 lần vectơ AM cộng vectơ AB là 6 thì cũng phải bằng 0. Vậy từ đây chúng ta có được nhé. Đây là trừ 6 với trừ 3 là trừ 9. Vậy các em có là 3x trừ 9 phải bằng 0. Và đồng thời ta có nữa là 3y cộng 3 thì cũng phải bằng 0. Ừ. Vậy có nghĩa là từ đây chúng ta sẽ có x thì phải bằng 3 và y của chúng ta bằng âm 1. Đúng chưa? X bằng 3, y bằng âm 1. Vậy phương án chọn của các em sẽ là phương án D. Chọn D cho cái câu 32. Đúng không? Thì cách cách làm câu 32 này các em cũng có thể làm một cách khác. Đó là chúng ta tận dụng các cái đáp số để ta kiểm tra lại. Thì nó cũng như nhau thôi, nhưng nó sẽ dành cho những bạn mà cái kỹ năng giải phương trình hoặc là tính toán kém thì cái việc mà sử dụng các cái đáp số thì nó thuận lợi hơn. Ví dụ ở đây chúng ta lấy phương án A để chúng ta thử, thì lúc này các em có là 3 lần vectơ AM đúng không, cộng với vectơ AB đó, thì lúc này sẽ bằng này 3 nhân với này vectơ AM, các em lấy M trừ đi A. Thì bây giờ ta lấy với phương án A chẳng hạn, vậy thì với phương án A thì M nó phải là 1 trừ 3, vậy các em lấy 1 này đúng không. Đó, trừ 3 nhé. Ồ, chỗ này ta thêm ngoặc quá. Trừ đi tọa độ điểm A là 21. Đó, chúng ta cứ viết như này để cho dễ hình dung. Cộng với vectơ AB thì bây giờ chúng ta sẽ lấy tọa độ B là trừ 17. Sau đó mình trừ đi là 21, tức là lấy tọa độ điểm đứng cuối trừ điểm đầu. Vậy từ đây ta rút gọn đi thì chúng ta sẽ được này 1 trừ 3 rồi trừ tọa độ này, thì các em lấy hoành độ trừ hoành độ nhé, tung độ trừ tung độ, phải không? Như vậy ta được 1 trừ đi 2 này thì bằng trừ 1, trừ 1 và nhân 3 với đây thì nó bằng trừ 3. Đó. Tiếp theo này, trừ 3 rồi lại trừ đi 1 thì trừ 4, trừ 4 nhân 3 ở đây là trừ 12. Đúng không? Sau đó các em cộng với này, chỗ này là trừ 1 trừ 2 thì là trừ 3 không? Đó. Tiếp theo ở đây chúng ta có là 7 trừ đi 1 thì còn 6. Đúng không? Còn 6 nhé. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có tọa độ tương ứng ở đây là trừ 3, 6. Thế bây giờ mình cộng hai tọa độ với nhau thì các em lại lấy hoành độ cộng hoành độ là tung độ cộng tung độ. Thì rõ ràng lúc này chúng ta có được cái kết quả là gì? Trừ 3 với trừ 3 là trừ 6, đúng không? Thế còn trừ 12 với 6 thì bằng trừ 6 tiếp. Đó, thế thì rõ ràng là cái tọa độ này nó không phải là vectơ 0 rồi. Bởi vì cái vectơ 0 thì nó phải có tọa độ là 0, 0 cơ. Do đó cái này là khác với vectơ 0. Vậy phương án A các em loại bỏ đi. Chưa? Đó, tương tự như thế chúng ta kiểm chứng với B và C. Thì các em thấy B, C chúng ta đều loại, vậy các em chọn D luôn. Đó, phương án cuối cùng của chúng ta vẫn phải là D. Yeah. Thì đấy chính là cách làm cho cái bài này. Thì bài này các em có hai cách. Một là chúng ta biến đổi để tìm xy với xy là tọa độ điểm M. Hai nữa là chúng ta dựa vào đáp án để chúng ta kiểm chứng cái đẳng thức này. Rồi chúng ta sang tiếp câu 33. Trong hệ tọa độ OXY cho hai điểm A tọa độ 23, B tọa độ 4 trừ 1, giao điểm của đường thẳng AB với trục tung tại điểm M. Đặt vectơ MA bằng K vectơ MB. Thì giá trị của K lúc này nè. Như vậy ở đây chúng ta thấy là cái điểm M đấy nó là giao của cái đường thẳng AB với cái trục tung. Ồ, vậy thì lúc này cái tọa độ điểm M ấy, nó sẽ có cái hoành độ bằng không luôn, tức là đấy điểm M này nó thuộc vào cái trục tung, đúng chưa? M mà thuộc vào cái trục tung OY ấy, thì cái hoành độ của nó bằng không, và tung độ thì ta chưa biết, cho nên tung độ các em có thể đặt nó là y. Vậy khi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái điểm M nó thuộc vào cái đường thẳng AB này. Ừ, vì nó thuộc vào giao điểm mà, thì nó vừa thuộc trục tung vừa thuộc đường thẳng AB. Thế nếu nó thuộc đường thẳng AB thì chứng tỏ cái vectơ MA và vectơ MB này là hai vectơ cùng phương với nhau, đúng không? Vậy người ta yêu cầu chúng ta là tìm cái tỷ số này, tỷ số cùng phương này nó bằng bao nhiêu. Thế thì để tìm cái tỷ số này thì chúng ta đi tính tọa độ của hai vectơ này mà ta so sánh thôi, so sánh các cặp vectơ tỷ lệ với nhau. Vậy ta có này, vectơ MA lúc này sẽ có tọa độ là này, điểm M tọa độ 0 y, điểm A tọa độ 2 3. Vậy vectơ MA ta lấy tọa độ điểm A trừ tọa độ điểm M nhé. Thì ở đây điểm A chúng ta có tọa độ 2 3 này, trừ đi tọa độ điểm M là 0 y. Và rút gọn đi ta sẽ được này. Thì các em lấy này 2 trừ 0 và 3 trừ y nhé. Vậy ta được là 2 trừ 0 là 2, 3 trừ y. Đó. Tương tự này, vectơ MB. Vectơ MB thì chúng ta có tọa độ điểm B là 4 trừ 1, trừ đi tọa độ điểm M là 0 y. Đó, rút gọn đi thì ta sẽ được là 4 trừ 0 là 4 đúng không? Trừ 1 trừ y. Đó. Như vậy chúng ta sẽ thu được là hai cái vectơ này. Bây giờ người ta nói rằng vectơ MA bằng k vectơ MB, tức là cái tọa độ của vectơ MA này nó gấp k lần cái tọa độ vectơ MB. Vậy chúng ta sẽ đưa tới một cái hệ điều kiện, đó chính là hoành độ bằng k lần hoành độ. Tức là ta được này, vectơ MA
thì chúng ta có cái hoành độ là 2. Nó phải gấp k lần cái hoành độ của vector MB, tức là bằng k nhân với 4. Và tung độ cũng thế, 3 trừ y thì phải bằng k nhân với đi trừ 1 trừ y, đúng chưa? Thế thì vậy từ đây ta tìm được k luôn. K sẽ phải bằng là dựa vào phương trình thứ nhất này thì k sẽ bằng 2 chia 4 đúng không? Là 2 chia 4 thì nó chính là 1 phần 2, đúng chưa? Vậy phương án chọn của chúng ta sẽ là phương án D. Rồi, câu tiếp theo là câu 34. Trong mặt phẳng OXY cho các điểm A và B, một điểm M thuộc trục OX sao cho cái tam giác MAB là vuông tại A. Vậy khi đó diện tích tam giác MAB bằng, ở đây chúng ta có cái giả thiết là cái tam giác á, là cái tam giác nó vuông tại điểm A. Vậy thì ở đây chúng ta có thể hình dung như sau bằng cách chúng ta vẽ cái hình ra của cái tam giác mà nó vuông tại A này. Đó. Nếu như nó vuông tại A thì chúng ta dẫn tới cái điều gì? Đúng không? Vuông tại A nhé. Đó. Tức là góc A bằng 90 độ này. Đúng không? B, M, đúng chưa? Đấy, tam giác là MAB đây. Nó vuông tại A. Cái điểm M này nó thuộc vào trục OX. Thì ngay lập tức chúng ta nhớ rằng nếu nó thuộc trục OX ấy, thì cái tung độ nó phải bằng 0 và X là một giá trị chưa biết. Chúng ta đặt là điểm M tọa độ là X0 luôn. Thuộc trục OX thì tung độ luôn bằng 0. Còn cái hoành độ bằng bao nhiêu ta chưa biết thì ta đặt là X. Tam giác này là vuông tại A. Vậy thì khi một cái tam giác nó vuông tại A ấy, thì ngay lập tức chúng ta sẽ có cái tích vô hướng là vector MA nhân với vector AB nó sẽ phải bằng bằng 0. Đó, cái tích vô hướng nó bằng 0, đúng không? Đấy là cái điều kiện để cho cái tam giác này nó vuông. Thế thì với cái điều kiện này và với cái ẩn duy nhất là x, bởi vì AB chúng ta biết tọa độ rồi, thì dựa theo cái điều kiện này chúng ta sẽ tìm ra x. Thì có x thì chúng ta sẽ ra được tọa độ điểm M, đúng không? Và khi có tọa độ điểm M rồi thì muốn tính diện tích của một tam giác vuông này thì chúng ta chỉ cần lấy độ dài của 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông thôi. Đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ có ngay. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ giải bài này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ giả sử rằng cái điểm M nó có tọa độ là x0. Vậy thì ngay lập tức chúng ta sẽ có là cái vector AM đi, đúng không? Nhân với vector AB đi. Nó sẽ phải có tích vô hướng bằng 0. Đó, mà cái vector AM thì chúng ta sẽ có tọa độ lúc này là hoành độ điểm M trừ hoành độ điểm A nhé. Vector AM này thì sẽ lấy tọa độ điểm M trừ tọa độ điểm A. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có là x trừ đi trừ 1. Như vậy nó thành x cộng 1 này. Đúng chưa? Y bây giờ nó sẽ bằng 0 rồi. 0 trừ đi 2. Như vậy nó bằng âm 2 luôn nhé. Rồi, vector AB thì nó sẽ bằng là hoành độ của điểm B lúc này là 5 trừ đi hoành độ điểm A là âm 1. 5 trừ đi âm 1 thành dương 6. Tung độ là 8 trừ đi tung độ 2. Như vậy bằng 6 tiếp. Từ đây chúng ta sẽ suy ra này. Tích vô hướng tức là hoành độ nhân hoành độ cộng tung độ nhân tung độ. Cái này nó là công thức các em phải nắm được. 6 nhân với x cộng 1 cộng với 6 nhân với âm 2 thì kết quả nó phải bằng 0. Đó, vậy từ đây chúng ta giải phương trình này ta được là 6x cộng 6 trừ đi 12 bằng 0, đúng không? Tức là ta có 6x, 6 trừ 12 là 6 bằng 0 này. Như vậy x của chúng ta bằng 1, đúng chưa? Đó, thế khi có x bằng 1 rồi thì chúng ta sẽ ra được cái điểm M đây có cái tọa độ là 1, 0. Điểm M có tọa độ 1, 0 thì để tính được cái diện tích tam giác này, bây giờ chúng ta sẽ phải tính độ dài của hai cái đoạn là AB và AC đã. Thế ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái công thức khác để tính thông qua cái vector nhưng chúng ta chưa học thì thôi nhé. Bây giờ chúng ta có này, diện tích cái tam giác MAB cần tính á, nó sẽ bằng 1 phần 2 độ dài đoạn MA nhân với độ dài đoạn AB vuông tại tại A mà. Đó, mà cái độ dài MA đó, thì nó chính là căn bậc 2 của này. Ta lấy này, hoành độ điểm A trừ hoành độ điểm M, nó cho bình phương lên. Như vậy ta được trừ 1 trừ 1 bình phương cộng với này, tung độ điểm A là 2 trừ tung độ điểm M bình phương. Như vậy các em sẽ có được cái trừ 2 bình phương là dương 4. Đây 2 bình nữa là dương 4 tiếp. Như vậy 4 cộng 4 là 8. Vậy các em được căn 8. Thế còn AB. AB thì chúng ta tương tự căn bậc 2 của này. B trừ E đúng không? Như vậy ta được 5 trừ đi trừ 1 thành 5 cộng 1 bình. Cộng với này 8 trừ 2 bình phương. Như vậy kết quả ở đây chúng ta sẽ được là 6 bình này. Và chỗ này cũng là 6 bình, đúng không? Là 36. Đó, 36 nhân 2 như vậy chúng ta bằng 6 căn 2 đúng không? 6 căn 2 thế còn căn 8 thì nó chính là 2 căn 2 ấy. Do đó lúc này S của chúng ta nó sẽ bằng là 1 phần 2 nhân 2 căn 2 nhân với 6 căn 2. Đó, mà 2 căn 2 đúng không? Thì chỗ này chúng ta là căn 2 với căn 2 thì bằng 2 luôn. Mà 2 với rút gọn với 2 ở đây luôn, đúng không? Như vậy 2 này bằng 2, rút gọn với 2 ở đây. Vậy thì kết quả chúng ta còn 12. Để đáp số chúng ta chọn phương án D. Đó, đây chính là trả lời cho cái câu 34. Thì chúng ta sang câu 35. Tìm x để khoảng cách giữa hai điểm A có tọa độ 5 trừ 1 và điểm B có tọa độ x
4 bằng 7. Người ta cho chúng ta cái điểm B này này là cái tọa độ của nó chưa biết, đúng không? Cái điểm B này, cái hoành độ chưa biết này. Đó. Và người ta cho chúng ta là cái khoảng cách giữa hai cái điểm AB này bằng 7 rồi. Nói một cách khác là các em có giả thiết độ dài AB bằng 7. Khoảng cách giữa hai điểm AB chính là độ dài AB. Nhá. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tìm x xem nó bằng bao nhiêu. Đấy chính là cái vấn đề của bài toán này. Thì để tìm được x thì chúng ta đi tính độ dài AB thôi. Độ dài AB lúc này sẽ được tính bằng này căn bậc 2 của chúng ta sẽ lấy hoành độ điểm B là x trừ đi hoành độ điểm A là 5 đem bình phương cộng với này tung độ điểm B là 4 trừ đi tung độ điểm A là trừ 1. Vậy trừ với trừ 1 là thành cộng 1 bình phương. Và chúng ta có thể viết gọn lại nó sẽ bằng căn bậc 2 của x trừ 5 bình phương cộng với gì? 4 cộng 1 là 5, 5 bình là 25. Đó, thì cái kết quả này nó phải bằng 7 theo cái giả thiết của bài toán. Vậy thì đây chính là một cái phương trình. Đó, về cái phương trình này đặc điểm nó là chứa căn bậc 2. Vậy thì để giải cái phương trình này, các em bình phương hai vế thì chúng ta khử căn đi. Lúc này chúng ta sẽ được một cái phương trình mới là x trừ 5 bình phương cộng với 25 thì phải bằng 49. Đó, 7 bình là 49. Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái 25 qua đây. Ta sẽ được là x trừ 5 tất cả bình phương nó sẽ phải bằng 49 trừ đi 25 không? Và 49 trừ 25 ấy, thì chúng ta sẽ được là 24. Thế thì từ đây chúng ta thấy rằng ta sẽ có hai nghiệm. X trừ 5 nó có thể bằng căn 24 hoặc là x trừ 5 bằng trừ căn 24. Đó. Vậy từ đây ta sẽ thu được là hoặc là x bằng, ta chuyển 5 qua thì ta được là 5 cộng với căn 24 hoặc là x bằng 5 trừ đi căn 24. Thì đây chính là hai cái điểm của cái hai cái giá trị x thỏa mãn cái giả thiết bài toán. Thì chúng ta nhìn lại cái đáp số thì ở đây căn 24 thì các em thấy là 24 đó, nó chính là bằng là 6 nhân 4. Căn 24 thì lúc này nó sẽ bằng bằng hai căn 6 này. Đó, hai căn 6. Vậy thì kết quả của chúng ta nó sẽ là 5 cộng trừ hai căn 6. Đấy, đây chính là cái đáp án đúng với nó này. 5 cộng trừ hai căn 6 nhá. Phương án chọn của chúng ta sẽ là phương án C. Phần tự luận này 3 điểm. Thì thông thường trong phần tự luận thì chúng ta sẽ có khoảng 3 câu. Ví dụ như cái đề này thì người ta cho tận 4 câu. Đúng không? Nếu mà chia cho 4 câu thì cái độ điểm nó sẽ dài hơn và nó sẽ tăng cái câu dễ lên. Thì tùy từng đề nhưng mà nhìn chung là thường là chúng ta có khoảng 3 câu. Câu 36 này cho hai tập khác rỗng là tập A và tập B, xác định L để A giao B khác rỗng. À, như vậy ở đây giả thiết người ta cho chúng ta là hai cái tập A này và cái tập B này là hai tập khác rỗng. Thì hai cái tập này khi nào nó khác rỗng? Cái tập A này nó là nửa khoảng từ M trừ 1 đến 4. Mà nó muốn khác rỗng thì cái M trừ 1 này chắc chắn nó phải nhỏ hơn 4. Đó, do đó thì cái chỗ này để nó khác rỗng thì ta cần cái điều kiện thứ nhất là M trừ 1 nhỏ hơn 4. Trường hợp thứ hai là tập B, ông tập B này muốn khác rỗng thì cái trừ 2 nó phải nhỏ hơn 2M cộng cộng 2. Đó. Tức là cái đầu bút bên trái này nó phải nhỏ hơn đầu bút bên phải thì khi đó cái tập của chúng ta mới khác rỗng. Đúng không? Trường hợp mà nó lớn hơn thì không không tồn tại tập nhé, đúng không? Mà nó bằng thì lúc này chúng ta cũng không có phần tử. Vậy trong trường hợp mà nó bằng. Vì vậy lúc này chúng ta sẽ xác định cái điều kiện thứ nhất. Đó là tập A đó là nửa khoảng từ M trừ 1 đến 4. Đúng không? Khác rỗng. Khác rỗng nhá. Khi và chỉ khi m trừ 1 nhỏ hơn 4. Như vậy từ đây chúng ta có được m phải nhỏ hơn 5. Thứ hai là tập B là trừ 2 đến 2m cộng 2. Đó. Khác rỗng khi và chỉ khi trừ 2 phải nhỏ hơn 2m cộng 2. Các em cứ nhớ là chúng ta lấy cái đầu bút bên trái và cho nhỏ đầu bút bên phải là được. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra là trừ 4 sẽ phải nhỏ hơn 2m. Hay nói khác là ta chia hai vế cho 2 thì ta được là trừ 2 phải nhỏ hơn m. Vậy kết hợp hai điều này, đúng không? Đây là điều 1 và đây là điều 2 đó. Thì từ 1 về 2 thì chúng ta sẽ phải suy ra là trừ 2 phải nhỏ hơn m, nhỏ hơn 5. Đây là cái điều kiện thứ nhất để cho chúng ta tồn tại cái giả thiết khác rỗng. Thì bình thường là các cái tập mà chúng ta không chứa cái tham số m này này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là nó đã khác rỗng chưa. Nhưng ở đây chúng ta có cái tham số m cho nên chúng ta phải kiểm chứng cái điều này. Như vậy chúng ta thấy rằng là hai tập này nó chỉ khác rỗng khi mà m của chúng ta nhận giá trị từ trừ 2 đến 5 thôi. Đúng không? Rồi, xác định m để tập A giao với tập B là khác rỗng nữa. Đó, như vậy bây giờ hai cái tập AB thì khác rỗng rồi. Như vậy chúng ta ghi ra đây nhé, là chúng ta có cái M của chúng ta là trừ 2 này, nhỏ hơn M nhỏ 5. Thì chúng ta hình dung này,
Nếu tôi có một cái tập này là tập A và tập này là tập B, thì giao hai tập là khác rỗng khi nào? Ở đây chúng ta giả sử đây tập A này và tập B này, đúng không? Thì tập A là gồm các cái phần tử lấy từ m trừ 1 đến 4 nhá. Đó, vậy chúng ta gạch bỏ cái niềm ngoài này. Thì đây chính là tập A gì? Tập B của chúng ta là cái tập từ trừ 2 đến 2m cộng 2. Thế thì muốn cái giao A giao B khác rỗng thì nó có những khả năng nào? Thứ nhất là cái trừ 2 nó phải nằm ở đây. Ồ, trừ 2 nằm ở đây. Thì lúc này nó sẽ khác rỗng này. Tức là trừ 2 nó nằm trong cái khoảng giữa này. Nói cách khác là trừ 2 nó phải lớn hơn m trừ 1 và nó nhỏ hơn 4. Thế còn cái 2m cộng 2 này thì nó lớn hơn cái trừ 2 rồi. Thì nó nằm ở bất kỳ cái vị trí nào lúc này nó đều sẽ có cho chúng ta giao khác rỗng. Nhá. Đó. Trừ 2 nó phải nhỏ hơn 4 nhá. Và nó có thể là bằng 4 được. Đúng không? Tức là lúc này chúng ta có cái điều kiện thứ nhất là m trừ 1 phải nhỏ hơn trừ 2, có thể bằng này, phải nhỏ hơn hoặc bằng 4. Đó. Thế nên từ đây chúng ta thấy người ta chỉ cần cái điều kiện là m trừ 1 nhỏ hơn bằng trừ 2 thôi, thì chúng ta sẽ được là cái tập khác rỗng. Cái trường hợp thứ hai đó là cái trừ 2 này của chúng ta này, đó, nó nằm ở một cái vị trí khác. Đây, trường hợp tập B này, cái trừ 2 của chúng ta bây giờ nó ra cái vị trí này, là ở cái vị trí bên này, là trừ 2. Đó, trừ 2 nó ở vị trí này và cái 2m cộng 2 nếu bây giờ nó ở cái vị trí này luôn thì rõ ràng rằng nó không thể khác rỗng. Đúng không? Thì vậy thì cái lúc này cái 2m cộng 2 nó phải nằm vào bên trong cái khoảng của cái tập A này. Tức là nói một cái khác là lúc này cái 2m cộng 2 nó phải nằm vào đây. Đó, 2m cộng 2 nó phải nằm vô đây. Thì chúng ta mới có được là giao của hai cái tập khác rỗng. Và để nó khác rỗng thì cái chỗ này là ngoặc tròn này. Đúng không? Vậy thì bắt buộc là cái m trừ 1 này này nó sẽ phải lớn hơn trừ 2 nhưng mà nó lại phải nhỏ hơn thì 2m cộng 2. Vào đây chúng ta không lấy dấu bằng nhé. Đó, tức là chúng ta sẽ có điều kiện là trừ 2 thì phải nhỏ hơn m trừ 1 và đồng thời nhỏ hơn gì? 2m cộng 2. Thế còn cái trường hợp nào cái 2m cộng 2 này ra đằng trước này nó nằm bằng rỗng rồi đúng không? Còn nếu nó nằm trong cái miền này thì giao nó chính là cái khoảng này đây. Đây chính là khoảng giao đây. Còn nếu như cái giá trị này nó trùng với 4 ở đây thì giao nó cả cái đoạn này. Bởi vì cái trừ 2 nó nằm phía này rồi mà. Còn nếu cái 2m cộng 2 mà nó ra cái miền ngoài này của cái tập A đấy, tức là nó ra đây, thì giao nó vẫn là cả cái miền này. Thì đây chính là những cái khả năng. Thì ngoài ra chúng ta còn khả năng nào nữa không? Thì cái trừ 2 này nó chỉ có khả năng là nằm trong này hoặc ra ngoài đây. Cái trừ 2 thì nó không thể ra đây rồi. Bởi vì cái 4 này nó lớn hơn trừ 2 nên trừ 2 nó không thể nằm ngoài khoảng này. Một cái cách thứ hai nữa đó là gì? Chúng ta sẽ đi kiểm chứng với những trường hợp mà tìm các cái giá trị của m để cho cái giao nó bằng rỗng. Rồi từ những cái giá trị đó thì mình lấy toàn bộ cái m mà chúng ta có được ở trên này. Chúng ta trừ đi những cái giá trị m mà làm cho giao bằng rỗng thì ta sẽ ra cái trường hợp là giao nó khác rỗng. Vậy nếu trường hợp giao bằng rỗng thì nó như thế nào? Đây chúng ta lại xét tiếp hai cái tập là AB. Với hai tập là AB như này. Đó, tập A này và tập B này. Tập A của chúng ta là lấy từ m trừ 1 đến 4. Yeah. Và tập B của chúng ta là trừ 2 đến 2m cộng 2. Vậy muốn giao nó khác rỗng thì nó chỉ có khả năng là gì? Bắt buộc là cái tập B này nó nằm ở cái phía bên này. Ồ, đó. Đó, đây là cái tập A nhé, ta loại đi. Vậy thì muốn giao mà nó bằng rỗng thì cái tập B hoặc là nó nằm trọn vẹn ở phía bên này. Hoặc là tập B nó nằm trọn vẹn ở phía bên này. Đúng. Thì chúng ta sẽ được giao bằng rỗng. Thì lúc này nó không có giao nhau nữa. Đó, thì như vậy nè. Trường hợp thứ nhất là cái tập B nó nằm ở bên này. Tập B nằm ở bên này tức là 2m cộng 2 nó nằm ở đây. Đó, còn trừ 2 nó nằm ở cái vị trí trước của cái 2m cộng 2, đúng không? Trường hợp thứ hai là cái tập B của chúng ta nằm gọn sang đây. Tức là trừ 2 thì đến 2m cộng 2 nó nằm ở đây. Đó, thì nó là cái tập B, nó có hai cái vị trí tập B. Như vậy thì các em thấy là xét với cái trường hợp mà chúng ta làm cái trường hợp ngược lại là A sau B bằng rỗng thì chúng ta thấy là chúng ta dễ hiểu hơn đúng không? Đó, tức là chúng ta chỉ cần đặt cái tập B vào cái phần mà chúng ta gạch bỏ đi này, không phải thuộc tập A đó, là chúng ta sẽ được giao nó bằng rỗng luôn. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có là điều kiện tương ứng lúc này sẽ là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ phải có cái trường hợp là 2m cộng 2 nhỏ hơn m trừ 1. Trường hợp thứ hai là chúng ta có gì? 4 nhỏ hơn trừ 2, đúng không? Đó, 4 nhỏ hơn trừ 2. Mà các em thấy là 4 nhỏ hơn trừ 2 thì cái khả năng này không bao giờ xảy ra rồi. Đúng chưa? Không bao giờ có cái chuyện là 4 nhỏ hơn trừ 2. Cho nên dẫn tới là mình chỉ có cái trường hợp duy nhất là B nó nằm hoàn toàn ở phía bên này thôi. Từ đây chúng ta tìm ra M.
là chúng ta sẽ kết hợp với cái m ở trên này để chúng ta tìm ra cái giá trị m mà cần phải xác định nhá. Rồi, như vậy ở đây thì cái cách làm ở đây là chúng ta sẽ dùng cái trường hợp mà giao nó bằng rỗng đi. Đấy, để chúng ta thấy là chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nêu các cái trường hợp mà giao nó bằng rỗng, đúng không? A giao với B bằng rỗng. A giao bằng rỗng khi và chỉ khi khi là chúng ta có cái trường hợp thứ nhất, đó là cái trừ 2, đúng không? Cái 2m cộng 2 đó, tức là cái tập B nó nằm hoàn toàn phía bên trái của tập A, tức là nhỏ hơn m trừ 1. Ở đây chúng ta có thể lấy số bằng. Lấy số bằng là bởi vì cái 2m cộng 2 này này, đúng không? Đó, thì nó đây là một tròn mà cái m trừ 1 này nó cũng là một tròn. Nếu chúng ta lấy số bằng ấy, thì cái giao của hai cái tập nó đều là một tròn thì nó cũng không có cái điểm chung nào cả, đúng không? Ở trong trường hợp nó trùng nhau thì nó vẫn không có điểm chung. Ở cái trường hợp thứ hai mà giao này nó khác rỗng nữa, đó là trường hợp cái tập B nó nằm ở phía bên phải của cái tập A ở đây, tức là 4 nó nhỏ hơn trừ 2 nhá. 4 nhỏ hơn trừ 2. Vậy thì cái điều này không bao giờ xảy ra rồi, 4 không bao giờ nhỏ hơn trừ 2. Vậy chúng ta chỉ còn cái trường hợp này thôi. Từ đây chúng ta sẽ suy ra, đúng không? Tức là 2m trừ đi m nhỏ hơn hoặc bằng đó, trừ 1 trừ 2. Tức là chúng ta sẽ chuyển về cái m này qua bên này thì trừ m này, còn cái 2 này các em chuyển qua đây ta được trừ 2. Như vậy từ đây các em thu gọn đi, ta sẽ được là m nhỏ hơn hoặc bằng trừ 3 nhé. M nhỏ bằng trừ 3. Đây là chúng ta đang nói trong trường hợp là A giao B là bằng rỗng. Vậy có nghĩa là nếu m nhỏ bằng trừ 3 thì A giao B bằng rỗng. Vậy ngược lại thì A giao B khác rỗng có nghĩa là m phải lớn hơn trừ 3. Do đó A giao B khác rỗng khi m phải lớn hơn trừ 3. Đúng, kết hợp với cái điều kiện để có hai cái tập AB là khác rỗng á, là trừ 2 nhỏ hơn m nhỏ hơn 5. Đó, ta được vẫn là trừ 2, đúng không? Nhỏ hơn m nhỏ hơn 5. Đấy, thì A sao B sẽ khác rỗng. Đó, khác rỗng. Bởi vì ở đây các em thấy rằng là nếu m lớn hơn trừ 3 thì cái giao này nó khác rỗng. Nhưng mà kết hợp với cái điều kiện là để cho cái tập A, tập B này nó khác rỗng thì ta đang có cái điều kiện là m phải lớn hơn trừ 2 và nhỏ hơn 5. Thế thì m lớn hơn trừ 2 ấy, thì hiển nhiên nó lớn hơn trừ 3 rồi, đúng không? Đó, cho nên chúng ta sẽ chọn là m lớn hơn trừ 2 nhỏ hơn 5 nhá. Thì chỗ này mà bạn nào mà kém nữa thì chúng ta sẽ kẻ trục số ra để chúng ta nhìn. Ví dụ ở đây chúng ta có là hai cái trục này, đúng không? Trường hợp thứ nhất là các em có là đây, m lớn hơn trừ 3. Đây là cái vị trí trừ 3 này. Đúng chưa? Trục là trục m nhé. Đó, và bây giờ chúng ta lấy từ trừ 2. Vậy thì cái trừ 2 nó sẽ nằm ở đây. Trừ 2 đến 5 đây. Đúng không? Đó, trừ 2 đến 5. Vậy thì chỗ này chúng ta bỏ lên đi. Thì có phải là m mà nó muốn thỏa mãn cả cái hai cái trường hợp này thì ta chỉ có thể lấy trong cái miền nào? Từ trừ 2 đến 5. Đó, và đây chính là kết luận cho phần A. Rồi. Vậy ở cái phần A này thì các em thấy là chúng ta muốn giải quyết được cái vấn đề của bài toán thì chúng ta sẽ xem xét hết các cái trường hợp có thể xảy ra để chúng ta có thể xác định được m. Và muốn xem xét được các cái trường hợp thì bắt buộc chúng ta phải nắm thật vững cái phần tập con của R này, đúng không? Và cái khái niệm về giao của hai tập hợp. Và bây giờ chúng ta sang tiếp với phần B. Cho hai tập hợp A là nửa khoảng từ m trừ 1 đến 5 và cái tập B là khoảng từ 3 đến 2020 trừ đi 5m. AB khác rỗng có bao nhiêu giá trị nguyên của m để A trừ B bằng rỗng? Ở đây các em chú ý các cái giả thiết đi kèm. Thứ nhất là AB lại khác rỗng, đúng không? Và cái tập A này muốn khác rỗng thì chúng ta lại phải chú ý về điều kiện để tìm m nhé. Cô nhắc lại, trong trường hợp nếu như chúng ta không chứa tham số m thì cái tập A hay tập B nó khác rỗng chúng ta có thể nhìn thấy ngay nó đã khác rỗng chưa. Nhưng mà trong trường hợp chứa m thì các em phải cần đặt điều kiện cho m để xác nhận cái việc là nó khác rỗng. Câu hỏi là có bao nhiêu giá trị nguyên của m? Ở đây người ta hỏi chúng ta là số lượng các giá trị nguyên của m. Đấy, cái này các em chú ý. Thứ nhất là m chúng ta chỉ đi tìm những giá trị mà thuộc tập số nguyên thôi. Và người ta không hỏi chúng ta là m thuộc tập số nguyên là bao nhiêu, mà người ta hỏi là số lượng cái m mà nhận đấy là bao nhiêu số. Để cho này, chúng ta có cái giả thiết A trừ B phải bằng rỗng. Đó, A trừ B bằng rỗng nhé. Hai tập mà tập A trừ tập B muốn bằng rỗng khi nào? Chúng ta thấy này, tập A mà hai cái tập này rời nhau thì rõ ràng A trừ B thì nó chính bằng A.
Còn nếu tập A với tập B mà có giao nhau, đúng không? A, B giao nhau thì rõ ràng cái tập A trừ B nó vẫn khác rỗng. Bây giờ muốn nó bằng rỗng khi nào? Vậy thì tập A nó nằm như thế này và tập B nó nằm hoàn toàn thế này. Nói một cách khác là tập A lúc này phải là tập con của tập B. A là tập con của B thì A trừ B mới bằng rỗng. Bởi vì khi A nó là tập con của B thì cái phép toán hiệu A trừ B là chúng ta sẽ gì? Chỉ lấy những phần tử thuộc A nhưng không thuộc B mà. Nhưng mà bây giờ các phần tử của A nó nằm hết trong B rồi. Vậy thì nó chẳng có cái phần tử nào nó nằm trong cái hiệu này cả. Cho nên là cái A trừ B nó mới bằng rỗng được. Do đó cái điều kiện A trừ B bằng rỗng nó sẽ tương ứng với là A phải là tập con của B. Đó. Như vậy chúng ta đã phân tích bài toán xong nhé. Bây giờ chúng ta giải cái phần B này bằng cách là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ nêu các cái điều kiện để cho tập A là khác rỗng, đúng không? Tập A của chúng ta gồm nửa khoảng M trừ 1 đến 5. Tập này khác rỗng khi và chỉ khi không, M trừ 1 nó sẽ phải nhỏ hơn hơn 5. M trừ 1 nhỏ 5 thì trong trường hợp này chúng ta xem xét là nó nhỏ hơn 5 và nó có thể bằng 5 không? Không, đúng không? Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra là M nhỏ hơn 6. Còn tập B của chúng ta gồm các phần tử gồm có khoảng từ 3 cho đến 2020 trừ đi 5M. Tập này muốn khác rỗng khi nào? Như vậy ta cần là gì? 3 sẽ phải nhỏ hơn 2020 trừ đi 5M. Vậy từ đây chúng ta sẽ chuyển cái trừ 5M này qua bên này. 5M sẽ phải nhỏ hơn 2020 trừ đi 3. Bởi vì lúc này chúng ta chuyển cái trừ 5M qua đây nó thành dương 5M này. Còn cái 3 ta chuyển qua đây thành trừ 3 nhé. Như vậy 2020 mà trừ đi 3 thì chúng ta rút gọn đi ta sẽ được là 5M phải nhỏ hơn nè. Ở chỗ này là 7 này, 17 đúng không? 2017. Sau đó thì chúng ta lấy 2017 ta chia 5. Như vậy ta được là M nhỏ hơn 2017 phần 5. Đó. Thì đây chính là cái điều kiện để cho cái tập B này của chúng ta khác rỗng. Thế thì cả tập A và cả tập B khác rỗng thì có nghĩa là cái M của chúng ta phải thỏa mãn hai cái điều kiện này. Sau đó bây giờ chúng ta ký hiệu đây là cái điều kiện số 1 này. Và đây là cái điều kiện số 2. Từ 1 về 2 chúng ta suy ra M nó phải thỏa mãn điều kiện gì? AB phải đồng thời khác rỗng. Cái M nhỏ hơn 6. Thế còn 2017 chia cho 5 thì rõ ràng là nó lớn hơn 6 mất rồi. Đúng chưa? Đấy, 6 nhân 5 mới có 30 thôi. Và đây nó tận là 2017 cơ. Đúng chưa? Vì vậy ấy, là trong trường hợp này chúng ta sẽ lấy là M nhỏ hơn 6 nhé. Tức là những giá trị mà M nhỏ hơn 6 thì nó sẽ nhỏ hơn cái giá trị là 2017 chia 5. Đúng không? Đó, vậy ta sẽ có là M nhỏ hơn 6. Tóm lại là với M nhỏ hơn 6 thì hai cái tập A và B của chúng ta là khác rỗng. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tiếp đến cái điều kiện ở đây. Người ta ghi ra đây là M của chúng ta này đang cần là nhỏ hơn 6, đúng chưa? M nhỏ hơn 6. Đấy, M nhỏ hơn 6 nhá, để lát chúng ta kết hợp lại. Bây giờ ta sử dụng đến cái giả thiết tiếp theo là A trừ B thì nó phải bằng rỗng. Đấy. Nó là gì? Ta có này A trừ B bằng rỗng. Đấy, chúng ta vừa đánh giá là khi và chỉ khi cái tập A nó phải là tập con của tập B. Các em chú ý cái ký hiệu tập con này. A phải là tập con của tập B. Vậy thì A là tập con của tập B khi nào? Chúng ta lại nhìn lại cái trục số này. Đó là khi chúng ta có giả sử đây là tập A và đây là tập B. Thì cái tập A bây giờ nó nằm trọn hoàn toàn phía trong của tập tập B. Bây giờ tập B chúng ta vẽ trước là nó lấy từ 3 cho đến 2020 trừ đi 5M nhé. Đây là tập B này. Đó, tập B. Bây giờ cái tập A nó nằm trọn trong đây. Vậy thì tập A nó sẽ phải lấy giá trị trong cái khoảng này thôi. Đó, tức là chúng ta có M trừ 1 nó phải nằm ở đây và 5 nó phải ở đây. Đó, nó sẽ phải như thế này. Đúng không? Để đảm bảo rằng gì? Cái 3 nó ở đây và cái 2020 trừ 5M nó phải nằm bên này. Thì lúc này chúng ta mới thấy rằng là cái tập B của chúng ta, cái tập A của chúng ta đó, nó nằm trọn hoàn toàn với trong tập B. Đúng không? Vậy thì cái điều kiện đi kèm ở đây nó sẽ là 3 nó phải nhỏ hơn M trừ 1. Đúng không? Nhỏ hơn 5 và đồng thời là nhỏ hơn 2020 trừ đi 5M. Đó, thì đấy chính là cái điều kiện. Nó phải nằm trọn luôn. Chúng ta sẽ tương đương với này. 3 sẽ phải nhỏ hơn M trừ 1. Và đúng không? 5 sẽ phải nhỏ hơn 2020 trừ đi 5M. Ở đây chúng ta không cần ghi là M trừ 1 nhỏ 5 nữa. Vì chúng ta vừa đã biến đổi và tìm ở trên để đảm bảo cái B nó khác rỗng rồi. Thế thì cái chỗ này bây giờ chúng ta xem nó có thể xảy ra dấu bằng hay không thôi.
tại các cái đầu mũi này này, 3 này mà nó nhỏ hơn m trừ 1. Thì nếu như trường hợp mình lấy số bằng thì hai cái ngoặc tròn này thì rõ ràng là cái tập B này nó vẫn nằm trọn trong tập A, đúng không? Do đó chỗ này, vị trí này chúng ta vẫn có thể lấy số bằng này. Nếu như cái m trừ 1 nó trùng với 3 ở đây thì nó vẫn thỏa mãn nhé. À, còn cái 5 này của chúng ta nếu như nó lại bằng cái này thì không thỏa mãn. Vì 5 của chúng ta đang là ngoặc vuông, đúng không? Ở đây là ngoặc tròn, như vậy chúng ta sẽ lấy là 5 nhỏ hơn hẳn giá trị này để nó nằm trọn ở trong cái tập B luôn. Vậy từ đây chúng ta sẽ tìm ra m này, tương đương với, vậy ta sẽ được là m phải lớn hơn hoặc bằng 4 bằng cách là ta chuyển cái trừ 1 qua đây thì ta được 4. 4 nhỏ bằng m, tức là m lớn bằng 4 nhé. Thế còn anh này chúng ta sẽ chuyển trừ 5 qua, trừ 5m qua bên này, còn 5 chuyển qua đây. Vậy ta sẽ được là 5m này bé hơn 2020 trừ đi 5. Đó, vậy từ đây chúng ta sẽ được là m phải lớn hơn hoặc bằng 4 này. Thế còn chỗ này là 5m phải nhỏ hơn nè 2015. Đó. Bây giờ 2015 thì rõ ràng là chúng ta có thể rút gọn đi. Vậy ta từ đây ta sẽ suy ra là m lớn hơn hoặc bằng 4 và m nó sẽ phải nhỏ hơn 2015, ta chia thì ta 20 chia 5 được 4 này. Đó. Là 403 đúng không? 403 nhé. Rồi như vậy kết hợp hai cái điều kiện này vào thì chúng ta sẽ thu được. Thu được đó là gì? 4 phải nhỏ hơn hoặc bằng m và nhỏ hơn 403. Thì đây chính là cái điều kiện để cho cái hiệu của chúng ta là bằng rỗng. Thế thì chúng ta sẽ kết hợp với cái điều kiện ở trên này. Đó. Kết hợp điều kiện này. Điều kiện ở đây của chúng ta đang có là m nhỏ hơn 6, ta được là 4 sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng m nhỏ hơn 6 nhé. Đấy. Thì chúng ta sẽ có a trừ b nè bằng rộng. Đấy. Đúng chưa? Kết hợp với điều kiện m nhỏ hơn 6 thì ta sẽ được cái điều kiện này. Với cái điều kiện này thì a trừ b bằng rộng. Thấy rằng là người ta nói với chúng ta là cái giá trị nguyên đó của m và xem nó có bao nhiêu. Vậy thì dựa vào cái điều kiện này thì chúng ta có nữa là mà m của chúng ta là nguyên. M nguyên nên chúng ta sẽ có m nó chỉ có thể nhận giá trị đó là 4 và 5 thôi. Đúng chưa? M nguyên mà, cho nên là m chỉ có thể là m lớn bằng 4, vậy ta nhận 4 này, nhận 5 này. Nó thỏa mãn là nó nằm trong cái miền là từ 4 đến 6 ở đây. Vậy chứng tỏ rằng họ hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên thì chúng ta kết luận rằng vậy là có hai giá trị m đúng không? Vậy này, có hai giá trị của m. Đấy. Của m này thỏa mãn này. Thỏa mãn yêu cầu bài toán. Như vậy kết luận cuối cùng ở đây này, họ hỏi là có bao nhiêu giá trị nguyên thì chúng ta kết luận là có hai cái giá trị nó thỏa mãn như thế. Chúng ta kết thúc cái bài 36B ở đây. Kem sang câu tiếp là câu 37 phần tự luận. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại 1, giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại 2, giá 3 triệu đồng, có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B. Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất? Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại 1 và không quá 9 tấn nguyên liệu loại 2. Rồi ở đây chúng ta sẽ phân tích từng ý có trong giả thiết nhé. Thứ nhất là người ta nói rằng là người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu, đúng không? Đó, đó là cái loại nguyên liệu số 1 và loại nguyên liệu số 2. Trong cái loại nguyên liệu số 1 này này thì cái giá của nguyên liệu này là 4 triệu đồng. Chúng ta liên quan đến thứ nhất, yếu tố thứ nhất là giá nguyên liệu. Thứ hai đó là cái nguyên liệu loại 1 này thì chiết xuất được 20 kg chất A. Như vậy chúng ta có dữ liệu liên quan đến cái chất A. Và chiết xuất được 0,6 kg chất B. Như vậy chúng ta liên quan đến một dữ liệu nữa, đó là chất B. Rồi, tương tự như vậy với cái nguyên liệu loại 2 thì chúng ta cũng liên quan đến giá. Giá ở đây là 3 triệu đồng. Và chiết xuất được là 10 kg cũng chất A và 1,5 kg chất B. Như vậy chúng ta liên quan đến ba cái yếu tố ở đây. Đó là giá nguyên liệu này, chất A được chiết xuất này và chất B được chiết xuất. Người ta hỏi chúng ta là hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu. À, như vậy người ta hỏi số lượng về tấn nguyên liệu. Đây là một cái dữ liệu khác, đúng không? Số lượng nha. Tấn nguyên liệu mỗi loại mà, mỗi loại tức là của cái loại 1 và cái loại 2 này. Hỏi
cái số lượng nguyên liệu của cái loại 1 và loại 2 này để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất. Vậy có nghĩa là chúng ta yêu cầu chúng ta là tìm xem là cái chi phí mua nguyên liệu là ít nhất thế là bao nhiêu. Như vậy chúng ta phải đi xác định một cái biểu thức Fxy. Trong đó Xy nó chính là số tấn nguyên liệu. Và cái Fxy này nó sẽ phải liên quan đến một cái biểu thức bậc nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là cái biểu thức bậc nhất này nó phải đạt giá trị nhỏ nhất. Đúng không? Để cái chi phí ít nhất mà, như vậy đạt min. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại 1. Có nghĩa là lúc này cái số lượng tấn nguyên liệu loại 1 đó là luôn nhỏ hơn hoặc bằng 10 tấn. Còn không quá 9 tấn nguyên liệu loại 2, tức là cái số lượng tấn nguyên liệu loại 2 luôn nhỏ hơn hoặc bằng 9 tấn. Nha. Vậy thì người ta hỏi chúng ta là dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu? Đúng không? Dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu? Cho nên cái câu hỏi này nó sẽ giúp chúng ta là xác định ẩn ở đây chính là số tấn nguyên liệu mỗi loại, gồm có loại 1 và loại 2, và số tấn đấy nó phải thỏa mãn các cái điều kiện liên quan ở đây. Đúng không? Do đó cái bài này chúng ta sẽ thực hiện từng bước như sau. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải đi gọi cái ẩn trước. Ẩn ở đây chúng ta sẽ gọi XY chính là số tấn nguyên liệu. Nguyên liệu ở đây thì chúng ta chia làm hai loại. Đúng chưa? Số tấn nguyên liệu loại 1, đúng không? Loại 1 này và loại 2. Gọi XY là số tấn nguyên liệu loại 1 và loại 2. Vậy thì chúng ta bám vào cái giả thiết là do gì ạ? Cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại 1 và chỉ không quá 9 tấn nguyên liệu loại 2, đúng không? Cho nên theo giả thiết chúng ta sẽ suy ra rằng x của chúng ta sẽ phải luôn lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 10. Đó, bởi vì cái loại 1 này là nó không quá 10 tấn, còn cái loại 2 là không quá 9 tấn. Vậy chúng ta sẽ có 0 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng 9. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ dựa vào cái chất A ở đây, đúng không? Và cái chất B. Thì chất A ở đây chúng ta thấy là cái số lượng chất A này người ta nói rằng là phải chiết xuất ít nhất là 140 gram chất A. Vậy có nghĩa là ít nhất thì sẽ là lớn hơn hoặc bằng. Chúng ta chú ý cái cụm từ đây. Ít nhất là 140, tức là nó phải lớn hơn hoặc bằng 140 chất A. Vậy thì chúng ta thấy rằng là với cái nguyên liệu loại 1 ấy, thì chúng ta đã xuất xuất được 20 kg chất A rồi. Nha, cho mỗi tấn. Vậy bây giờ chúng ta có x tấn loại 1 ấy, thì chúng ta sẽ chiết xuất được là 20 nhân x chất A. Đó. Một tấn thì chiết xuất được 20 kg chất A nhé. Vậy bây giờ x tấn thì chúng ta sẽ dùng phép nhân đó là 20 nhân x. Thì chúng ta sẽ được là số kg chất A chiết xuất được. Tương tự như thế thì chúng ta thấy cái loại 2 này người ta chiết xuất được 10 kg chất A. Như vậy bây giờ chúng ta có y tấn, đúng không? Thì sẽ là 10 nhân y kg chất A được chiết xuất từ cái loại 2 này. Và tổng số lượng chất A này nó sẽ phải luôn lớn hơn bằng 140. Do đó chúng ta sẽ tách riêng đối với từng chất một. Chất thứ nhất này, do này, mỗi tấn nguyên liệu loại 1, mỗi tấn nguyên liệu loại 1 này chiết xuất là 10 kg chất A, 20 đúng không? Loại 1 là 20 kg chất A, loại 2 chiết xuất là 10 kg chất A. Nên từ đây chúng ta có được là đi ra số kg chất A chiết xuất lúc này nó sẽ là 20 nhân x cộng với 10 nhân y, bởi vì chúng ta có được là mỗi tấn thì chiết xuất như này. Vậy thì bây giờ chúng ta đang có là x tấn, đúng không? Và y tấn thì ta sẽ có được số kg chất A là bằng này. Nè, chiết xuất ở đây là ít nhất 140 kg chất A, lại có số kg chất A chiết xuất được, chất A đấy. Chiết xuất này ít nhất, đúng chưa? Ít nhất là 140 kg. Đó, từ đây chúng ta phải suy ra 20x cộng với 10y sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 140. Đó. Từ đây chúng ta ký hiệu đây là bất phương trình 1 này, bất phương trình 2 này và đây là bất phương trình 3 nhé. Như vậy chúng ta được ba cái bất phương trình thể hiện cái điều kiện liên quan giữa x và y rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với gì ạ? Với cái
chất B đúng không? Bây giờ chúng ta dùng chất B thì tương tự. Giả thiết ở đây người ta cho là mỗi tấn nguyên liệu loại 1 chiết xuất được 0,6 kg chất B. Đấy. Còn loại 2 chiết xuất 1,5 kg chất B. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra số kg chất B chiết xuất được là này. Chúng ta sẽ lấy là 0,6 nhân x cộng với 1,5 nhân y. Đó. Mà ở đây là số kg chất B chiết xuất ít nhất là 9 kg, là 9 kg. Đó. Từ đây chúng ta suy ra 0,6x cộng với 1,5y thì sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 9. Đó. Và đây chính là 4. Như vậy từ 1, 2, 3, 4 thì chúng ta sẽ có được cái hệ điều kiện đúng chưa? Thì đối với cái loại bài này thì bắt buộc các em sẽ phải đưa ra cái hệ điều kiện từ này 1, 2, 3 và 4. Ta suy ra điều kiện. Hệ điều kiện liên quan đến x, y ở đây. Đúng không? Thứ nhất là chúng ta có không nhỏ hơn hoặc bằng x, nhỏ hơn hoặc bằng 10, không nhỏ hơn hoặc bằng y, nhỏ hơn hoặc bằng 9. Tiếp theo là chúng ta có 0,6x cộng với 1,5y lớn hơn hoặc bằng 9. Và chúng ta có 20x cộng với 10y lớn hơn hoặc bằng 140. Thì với cái hệ điều kiện này thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ phục vụ cho chúng ta trong cái việc là chúng ta trả lời câu hỏi ở đây. Đó là người ta hỏi chúng ta là để xy là bao nhiêu á, để cho cái chi phí mua nguyên liệu này là ít nhất. Đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta liên quan đến chi phí mua nguyên liệu. Thì muốn giải quyết cái bài toán chi phí mua nguyên liệu này thì chúng ta sẽ phải tìm ra cái miền nghiệm của cái hệ điều kiện này đã. Nha. Mà muốn tìm ra miền nghiệm của hệ điều kiện thì chúng ta chỉ có công cụ duy nhất, đó chính là chúng ta biểu diễn cái miền nghiệm này trên hệ trục tọa độ thôi. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn trước nhé. Miền nghiệm của hệ điều kiện, của hệ điều kiện này được biểu diễn trên hệ trục. Thế thì ở đây các em thấy rằng cái bài toán của chúng ta nó khá là dài. Cho nên là cái việc biểu diễn này các em có thể làm tắt các bước để giản lược các cái thời gian đi. Nếu mà chúng ta làm đầy đủ các bước là chúng ta sẽ không đủ thời gian. Vì vậy ở đây chúng ta giản lược các bước đi để sao cho nó đủ thời gian của chúng ta. Vậy ở đây chúng ta có cái hệ trục OXY này. Đó. Thứ nhất là các em sẽ vẽ được cái miền nghiệm cho cái bất phương trình thứ nhất là x của chúng ta phải lớn hơn bằng 0 và nhỏ bằng 10. Yeah. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có giá trị của x là đến 10 đúng không? Đó. Thì ở đây chúng ta nhỏ quá thì chúng ta sẽ chia tương đối nhé. Tương đối ở đây chúng ta chia là 2 này, 4 này, 6, 8, 10. Đây là 10 chẳng hạn này. Đó. Về chúng ta có y tương ứng này. 2, 4, 6, 8 và 10. Thì 9 nó sẽ nằm ở đây. Ừ, 9 nó sẽ nằm ở dưới nhé. Như vậy ở đây chúng ta sẽ kẻ hai cái đường này. Đường thứ nhất đó là x bằng 10 này. Đường thứ hai là đường y bằng 9. Đó. Y bằng 9 nhá. Đây thì chúng ta thấy rằng là sau khi chúng ta vẽ được hai cái đường là x bằng 10 này và cái đường y bằng 9 tương ứng này, x nhỏ bằng 10, y nhỏ bằng 9 thì các em vẽ được cái đường x bằng 10 và đường y bằng 9 nhé. Thì giờ chúng ta lấy x là trong khoảng từ 0 đến 10, có nghĩa là trong cái khoảng 0 10 này thì chúng ta lấy này. Các em chú ý là đây là chúng ta đang xét trên trục x tương ứng với x từ 0 đến 10. Vì vậy nó sẽ giới hạn bởi cái trục OY này và cái đường x bằng 10 này. Còn ngoài cái phần này chúng ta sẽ không lấy. Bây giờ chúng ta sẽ gạch bỏ cái miền ngoài này đi. Đó. Đây là cái miền phía ngoài của cái giá trị 0 đến 10 của x. Chúng ta gạch bỏ nhé. Đấy, sau khi gạch bỏ thì các em thấy là cái miền chúng ta lấy thế này. X chỉ lấy từ 0 đến 10. Tương tự này, y của chúng ta chỉ lấy từ 0 đến 9. Như vậy đây chính là cái khoảng 0 đến 9 của y. Do đó toàn bộ cái miền phía ngoài này chúng ta cũng gạch bỏ nó đi. Đó. Bỏ hết cái miền phía ngoài. Mình chỉ lấy cái y của chúng ta từ 0 đến 9 thôi. Các em chú ý cái phần chúng ta gạch bỏ. Đó, như vậy thì sau
Khi chúng ta biểu diễn hai cái bát phương trình đầu tiên ấy, thì chúng ta thu được cái miền còn lại này. Đó là thỏa mãn cả hai cái bát phương trình đầu tiên. Bây giờ sang cái bát phương trình thứ ba. Thì đối với cái bát phương trình thứ ba này thì chúng ta phải kẻ cái bờ ở đây chính là cái đường thẳng 0,6x cộng 1,5y bằng 9. Không, ta phải kẻ cái bờ này đã. Thế thì để kẻ cái bờ này thì các em có này 0,6x cộng với 1,5y mà bằng 9. Thì chúng ta cho x bằng 0 một cái. Thì lúc này y của chúng ta tương ứng nó sẽ là đây, x bằng 0 nhé. Thì cái cụm là 0 này. Vậy ta được 1,5 nhân y bằng 9. Cho đó y lúc này sẽ là 9 chia 1,5 ấy gì. Đó, như vậy chúng ta sẽ được cái điểm thứ nhất là 9 phần 1,5 nhé. Điểm này chúng ta đặt là A đi chẳng hạn này. Bây giờ điểm thứ hai đó là chúng ta cho y bằng 0. Thì lúc này 0,6x phải bằng 9. Đó. Tức là chúng ta được cái điểm B tọa độ là y là 0 này. Thì x sẽ là 9 chia 0,6 không? Đó. Bây giờ nếu mà để 9 phần 1,5 này là chúng ta rất khó để chúng ta xác định. Cho nên chúng ta sẽ dùng máy tính chúng ta chia nó ra xem nó khoảng bao nhiêu nhé. Đấy, 9 này chia cho 1,5. Như vậy kết quả nó bằng 6. Tức là lúc này chúng ta sẽ được cái điểm E này tọa độ là 0,6. Thế còn chúng ta lấy 9 chia cho 9 mà chia cho 0,6 thì chúng ta được bằng 15. Như vậy điểm B này có tọa độ là 15, 0. Đúng chưa? Thế thì để biểu diễn cái bờ của cái bất phương trình thứ ba này, chúng ta sẽ xác định hai cái điểm. Điểm A là 0,6 tức là nằm trên trục tung. Thì chúng ta vừa lấy đây là 9 rồi. Bây giờ 6 của chúng ta nó sẽ là 2, 4, 6, 6 nó nằm ở vị trí này. Như vậy em xác định 6 ở đây. Đây là giá trị 6 rồi. Đó, và đây chính là điểm A nhé. Tiếp theo này, điểm B của chúng ta là 10, 5, 0. Tức là nằm trên trục hoành ấy gì. Đó, 10 năm thì đây là 10 rồi. Như vậy chúng ta sẽ lấy nuôi ra đây để ta được 10 năm. Ta tiếp tục chia nhỏ ra này. 12, 14, là 16 đúng không? Vậy 10 năm nó một nửa rồi này. Đây nó sẽ là 10 năm nhé. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ nối hai cái điểm này vào với nhau. Đúng không? Điểm này này chính là cái điểm A đây. Và vị trí này chính là điểm B. Nếu ta nối AB thì ta được cái bờ của bất phương trình thứ thứ hai. Đó, chúng ta nối hai cái điểm này vào với nhau. Nối hai cái điểm. Như vậy chúng ta sẽ được cái bờ của bất phương trình thứ ba. Thì sau khi chúng ta có được cái bờ này rồi thì chúng ta có thể ký hiệu cái bờ này là đường thẳng delta chẳng hạn. Đó, cái đường thẳng delta nhé. Chúng ta có được cái đường thẳng delta này thì bây giờ chúng ta thấy này, cái bất phương trình của chúng ta là lớn bằng 9 và cái bờ này của chúng ta nó không chứa cái góc tọa độ O phải không? Do đó chúng ta thay góc tọa độ O vào đây thì chúng ta thấy là không, không, như vậy không lớn bằng 9 thì là vô lý. Do đó cái biền nghiệm của cái bất phương trình 3 này nó sẽ là cái lửa cái bờ bên phía này. Tức là cái bờ mà không chứa điểm O. Đúng không? Vì ta thay O vào đây thì nó không thỏa mãn bất phương trình mà. Như vậy chúng ta gạch bỏ cái bờ nó chứa O đi. Bỏ cái bờ phía này. Vậy chúng ta đã biểu diễn xong cái bất phương trình thứ ba. Rồi tiếp theo chúng ta sang đến cái bất phương trình thứ tư. Thì với cái bất phương trình thứ tư thì chúng ta cũng làm tương tự. Đó là trước tiên các em sẽ phải thể hiện cái bờ của nó trước. Bờ của bất phương trình thứ tư của chúng ta ở đây ấy, nó chính là 20x cộng với 10y thì bằng 140. Không, tương tự bây giờ chúng ta cho x bằng 0. Đó, x bằng 0 này thì ta sẽ thu được là 10y sẽ phải bằng 140. Vậy thì y sẽ là 140 chia 10. Do đó y sẽ bằng 14. Đó, điểm C chẳng hạn nhé. Điểm B này. Bây giờ chúng ta lại cho y bằng 0. Cho y bằng 0 này. Thì lúc này ta được là 20x thì bằng 140. Vậy x sẽ là 140 chia 20. Như vậy là nó bằng 7. Đó, x bằng 7. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ lấy hai cái điểm CD này trên hệ trục. Như vậy chúng ta lấy x bằng 7 này. Ở đây nè. Chúng ta đang có là 2, 4, 6 rồi. Thì 7 nó nằm ở đây nhé. Vậy ta được 7 ở đây. Đó, vị trí này là 7 này. Y là 14. Như vậy ở đây chúng ta đang có là đến đây là 10 rồi này. Như vậy ta phải lấy thêm lên đây. Đúng không? 12 này. À, 14 thì nó nằm lên đây. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nối hai cái điểm này vào để chúng ta thu được cái đường thẳng. Thì cái đường thẳng này chúng ta sẽ thể hiện bằng một cái màu khác để nó nổi lên nhỉ. Đường thẳng đi qua hai cái điểm. Ờ, như vậy chúng ta có được cái đường thẳng là cái bờ của cái bất phương trình. Bây giờ trên cái bờ này chúng ta thấy cái góc tọa độ O nó cũng không thuộc vào cái đường thẳng này. Cho nên chúng ta thay góc tọa độ O để kiểm chứng này. Ta được 0 này. 0 đúng không? Góc tọa độ O thì x bằng 0, y bằng 0 mà. Như cụm này bằng 0, bằng 0. 0 lớn hơn 140 thì nó vô lý. Như vậy dẫn tới là cái miền nghiệm là cái miền không chứa điểm 0, tức là cái phía bên này. Bây giờ chúng ta gạch bỏ cái bờ chứa điểm 0 đi. Vậy chúng ta gạch hết cái bờ phía này. Đó. Rồi. Dẫn tới là bây giờ chúng ta đang có được là cái phần còn lại về xíu đây này chính là cái biểu diễn cho cái miền nghiệm của bất phương trình này nhé. Các em có thể đánh dấu cái miền này lại như này.
Đó là chúng ta đang có cái phần này đây. Đúng không? Đặt dao vào đây nhé. Dao vào đây này. Thì chúng ta sẽ có vị trí này là vị trí điểm M chẳng hạn này. Đúng chưa? Vị trí này là điểm N này. Vị trí này là P này. Và vị trí này nữa là Q. Đó. Có nghĩa là bây giờ cái miền nghiệm của cái hệ điều kiện này nó chính là cái tứ giác MNPQ. Thì ở đây chúng ta có thể ký hiệu là delta, chỗ này là delta này và chỗ này là D nhé. Thì chúng ta phải giải thích thêm một chút ở đây là với D là cái gì và delta là cái gì để trên cái miền nghiệm đấy chúng ta có được. Vậy thì em sẽ ghi là với này, D lúc này là cái phương trình 20x cộng với 10y thì sẽ bằng 140. Delta thì nó là cái phương trình này, của chúng ta là cái phương trình 0,6x này cộng với gì 1,5y không? Nó bằng là 9. Đó. Thì chúng ta có hai cái đường thẳng này để lát nữa chúng ta xác định cái tọa độ MNPQ ấy. Vậy từ đây chúng ta sẽ có được là miền nghiệm này là này tứ giác MNPQ. Và các em thấy rằng là nó tính cả cái bờ này đây nhá. Còn nếu như cái bờ này mà nó không tính ấy, thì chúng ta sẽ chuyển cái bờ này nó thành nét đất. Nhưng ở đây chúng ta thấy nè, cái bất phương trình của chúng ta lấy hết số bằng cho nên nó tính cả cái bờ. Tức là cái đoạn MNPQ nó lấy cả cái biên luôn. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là để trả lời được cái câu hỏi mà nó đặt ít nhất đây này thì chúng ta phải xác định thêm được cái tọa độ của MNPQ nữa. Thế lúc này chúng ta thấy là cái điểm M này nó là giao của cái đường thẳng D này với cái đường thẳng Y bằng 9. Đúng chưa? Vậy do đó lúc này chúng ta sẽ có về cái điểm M có tung độ là 9 này và hoành độ thì nó thỏa mãn cái đường thẳng D. Vậy đường thẳng D đây chúng ta có Y bằng 9 rồi. Như vậy đây là 90 này. 140 mà trừ đi 90 thì chúng ta bằng 50 đúng không? Đó, và x lúc này sẽ bằng 50 chia 20 gì? Vậy chúng ta sẽ được là 5 phần 2 là điểm M. Điểm N này chúng ta có được là điểm N thì nó vẫn nằm trên cái đường Y bằng 9 và giao với cái đường x bằng 10. Vậy điểm N có tọa độ là x là 10 và y là 9. Còn cái điểm P của chúng ta, đây P đây, nó nằm trên cái đường x bằng 10. Vậy chúng ta có x bằng 10 đã này. Và đồng thời này, cái điểm P này nó nằm trên cái đường thẳng delta nữa. Vậy thì nó sẽ thỏa mãn cái đường thẳng delta. Khi đó chúng ta thay x bằng 10 vào đây để ta tìm y nhé. Như vậy 0,6 nhân 10 là 6 này. 6 mà chuyển qua đây thì 9 trừ đi 6 thì bằng 3. Đó, vậy y sẽ là 3 chia cho 1,5. Đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ dùng máy tính và bấm ra được là 3 chia 1,5 thì kết quả là bằng 2. Sau đó chúng ta được là điểm P là 12. Bây giờ điểm Q. Điểm Q thì các em thấy là lúc này nó chính là giao của cái đường thẳng D này và cái đường thẳng delta. Vậy thì chúng ta sẽ phải đi giải cái hệ phương trình này. Giải hệ phương trình này thì chúng ta sẽ bấm trên máy tính thôi. Chúng ta sẽ bấm giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và ở đây chúng ta sẽ có hệ số ở đây lần lượt là 20, 11, 40. 20 này bằng này 10 bằng 140 bằng này. Tiếp theo cái hệ số này là 0,6 bằng đó, 1,5 bằng rồi và chúng ta có 9 bằng. Như vậy lúc này cũng sẽ được là x của chúng ta bằng 5 và y của chúng ta bằng 4. Do đó chúng ta có quy tọa độ là 5,4. Cô nhắc lại là cái bài toán này nó nằm trong cái bài toán khá là dài. Trong khi phân bố về mặt thời gian thì rõ ràng chúng ta không thể nào cực kỳ chi tiết được. Cho nên là chúng ta sẽ trình bày vắn tắt như thế này. Thế thì sau khi chúng ta ra MNPQ rồi thì để giải quyết cái vấn đề bài toán bắt buộc các em sẽ phải đưa ra cái mức chi phí mua nguyên liệu này. Đó. Thì cái chi phí mua nguyên liệu này nó liên quan đến cái giá tiền ở đây đây. Thế thì mỗi tấn nguyên liệu loại 1 là 4 triệu đồng. Vậy bây giờ chúng ta có x tấn nguyên liệu loại 1 thì sẽ cái giá tiền phải bỏ ra là 4x. Đúng chưa? Giá tiền để bỏ ra để mua nguyên liệu ấy, sẽ là 4 nhân x. Thế còn mỗi tấn nguyên liệu loại 2 thì có giá 3 triệu đồng. Bây giờ mình mua là y tấn loại 2 thì chúng ta sẽ có là cái số tiền phải bỏ ra mua là 3 nhân y. Đúng không? Vậy thì cái tổng số tiền để mua nguyên liệu sẽ là 4x cộng với 3y. Và người ta yêu cầu chúng ta là cái tổng số tiền này này. Đó, cái chi phí mua nguyên liệu là ít nhất. Thì cái biểu thức đó chúng ta phải đạt giá trị nhỏ nhất nhé. Sau đó đến đây chúng ta sẽ thu được. Ở đây chúng ta sử dụng cái giả thiết đó. Chúng ta sẽ có là mỗi tấn nguyên liệu này, loại 1 giá là nguyên liệu loại 1 là 4 triệu đồng. Loại 2 là 3 triệu đồng. Nên suy ra tổng chi phí mua nguyên liệu là này, chúng ta có, chúng ta đặt nó là T nhé, là tiền này, với biến là XY, thì nó chính là 4 nhân X, đúng không? Cộng với 3 nhân Y. Đó, bởi vì chúng ta đặt X chính là cái số tấn nguyên liệu loại 1, và Y là số tấn nguyên liệu loại 2 mà chúng ta nhập.
thì cái số tiền bây giờ phải bỏ ra sẽ là 4 nhân x cộng 3 nhân y. Mà người ta hỏi rằng là cái chi phí mua nguyên liệu này là ít nhất, vậy thì nó sẽ dẫn tới một cái bài toán đúng không? Chi phí mua nguyên liệu ít nhất nha. Mua nguyên liệu này ít nhất khi mà chỉ khi cái T của chúng ta XY này nó đạt giá trị nhỏ nhất, đạt giá trị nhỏ nhất nè, với XY thỏa mãn điều kiện, với XY thỏa mãn hệ điều kiện trên, đúng không? Hệ điều kiện trên đó thì đây chính là cái yêu cầu của bài toán. Từ đây chúng ta sẽ có được là TXY đúng không? Đạt ít đạt min đó, tức là đạt giá trị nhỏ nhất, nhỏ nhất này tại gì, một trong các đỉnh của tứ giác MNPQ đó. Là chỗ này chúng ta dùng cái từ là suy ra đó, suy ra này đó, đạt nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của cái tứ giác này. Như vậy ở đây nhiệm vụ của chúng ta là mà chúng ta đi tính đúng không? T ở đây tại cái điểm M, tức là tại cái giá trị là 5 phần 29, lúc này nó sẽ bằng T tại 19 đúng không? Bằng này là cái điểm thứ hai, điểm thứ ba là 12 đúng không? T tại giá trị là 12 đó, và cuối cùng là tính T tại 54, tức là tại các cái đầu bút đó chúng ta khẳng định ở trên rồi. Rồi chúng ta khẳng định ở trên đây, đó là cái TXY này đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các cái đỉnh của cái tứ giác này. Đó, thì bây giờ chúng ta tính T tại các cái đầu mút này. Thì với T tại các đầu mút này thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải dùng máy tính để chúng ta bấm thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập vào máy tính là 4x cộng với 3y. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái phím côn để chúng ta bấm. Nhá. Hay chúng ta gọi là tính giá trị của biểu thức đó. Nhập vào máy tính là 4x cộng 3y này. Sau đó chúng ta dùng phím côn, chúng ta côn ra. Ở đây chúng ta nhập vào 5 phần 2, 9, 5 phần 2 này. Đó, bằng một cái nhé, sau đó 9 bằng. Vậy kết quả của chúng ta cái giá trị này nó ra là 37. 37 này, sau đó ta lại côn tiếp. X bằng 10, bằng này, y là 9 bằng. Như vậy ta được là bằng 67 này. Lại côn tiếp, với x lúc này là 10, y là 2. Đó. Và kết quả là 46. Bạn nào chưa biết bấm giờ xem lại những cái video lý thuyết trước nhé. Cô có hướng dẫn bấm. Côn tiếp này. 5 bằng. Đó, rồi 4 bằng. Như vậy chúng ta thu được là bằng 32. Đó. Cô nhắc lại là bạn nào không biết cách dùng máy tính để bấm các cái giá trị này, chúng ta xem lại các cái video bài giảng lý thuyết liên quan đến cái phần kiến thức này, thì chúng ta sẽ có cách bấm ngay trong bài giảng lý thuyết. Như vậy từ đây thì chúng ta nhìn bốn giá trị này, ta thấy là cái giá trị nhỏ nhất ở đây nó chính là 32. Đó, do đó thì chúng ta sẽ kết luận ở đây. Người ta hỏi cái gì thì mình kết luận ở là cái đó. Người ta hỏi là phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu để cái chi phí mua nguyên liệu là nhỏ, ít nhất. Vậy chúng ta sẽ trả lời là vậy để chi phí nguyên liệu là ít nhất thì cái số tấn thì loại 1 sẽ phải nhập vào đây là 5 tấn. Đúng không? Và cái loại 2 phải nhập là 4 tấn nhá. Đó. Dựa vào đây ta có này, vậy này, đó, phải dùng 5 tấn nguyên liệu loại 1, nguyên liệu này. Loại 1. Đúng chưa? Chúng ta có thể suy cái này là nó chính là min nhá, chị nhất. Và 4 tấn nguyên liệu loại 2. Đấy, loại 2 này. Để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất. Cái câu kết này bắt buộc chúng ta phải có trong bài, nếu không là chúng ta không có điểm. Người ta hỏi chúng ta là bao nhiêu tấn mỗi loại, cho nên chúng ta phải trả lời chi tiết ở đây là số tấn mỗi loại. Người ta không hỏi rằng là cái chi phí ít nhất là bao nhiêu. Nếu người ta hỏi thêm chúng ta là với cái chi phí ít nhất là bao nhiêu thì ở đây chúng ta trả lời luôn là với cái chi phí ít nhất ở đây là 32 triệu đồng, đúng không? Thì mua nguyên liệu là ít nhất. Đó. Còn người ta không hỏi cái số tiền bỏ ra để mua nguyên liệu đấy thì chúng ta cũng không cần trả lời nữa. Đó, thì đấy chính là cái kết thúc cho bài 37. Hôm nay chúng ta sang câu 38 và câu kết là câu 39 của đề số 1. Câu 38 này, giả sử cái đoạn CD bằng H, chúng ta có cái đoạn CD này. Đó, người ta cho bằng H là chiều cao của tháp, trong đó thì C chính là chân tháp này. Chọn hai cái điểm AB trên mặt đất, đây là cái vị trí điểm A và vị trí điểm B. Thì các em lưu ý khi mà chúng ta chọn hai cái điểm AB trên mặt đất đó, thì lúc này
cái ba cái điểm CAB này nó sẽ phải thẳng hàng nhau nhá. Và cái chiều cao CD của chân tháp này nó sẽ phải vuông góc với cái đường thẳng này. Nói một cách khác là lúc này chúng ta sẽ có tam giác á, là DCA này nó sẽ vuông tại C và tam giác DCB cũng sẽ vuông tại C nhá. Ở đây bài toán yêu cầu chúng ta đó là nếu như mà chúng ta có cái đoạn AB này bằng 24 mét, AB này bằng 24 mét. Đó, góc CAD bằng 63 độ. C này, AD tức là góc này 63 độ. Góc CBD, CBD là góc này bằng 48 độ. Yêu cầu chúng ta là tính chiều cao H của khối tháp, tức là tính cái chiều cao H này. Như vậy ở đây thì các em sẽ đánh dấu cho cô là cái vị trí này nó vuông góc. Tức là chúng ta có cái tam giác á, là D, DCA là vuông này và tam giác DCB cũng vuông. Cái này là rất quan trọng bởi vì với cái giả thiết này thì chúng ta mới có thể là xác định được các cái yếu tố mà bài toán yêu cầu. Như vậy, bài toán đã cho chúng ta là các cái yếu tố này, tam giác vuông, cho góc và cho độ dài đoạn AB. Bây giờ chúng ta cần tính H. Thì với những cái bài toán như này thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến chính là cái hệ thức lượng trong tam giác mà chúng ta đã học. Và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng trong cái trường hợp đặc biệt đó là tam giác của chúng ta vuông. Đó. Còn nếu như các em không muốn sử dụng cái hệ thức lượng trong tam giác vuông á, thì chúng ta sẽ coi cái tam giác này như là tam giác thường với cái góc là bằng 90 độ thì các em cũng có thể sử dụng các cái định lý sin và cosin. Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ có ngay là với cái cạnh AB này là bằng 24 mét này. Đó. Và cái góc là 48 độ. Còn cái đoạn AC này chúng ta chưa biết. Vậy thì ta hoàn toàn có thể đặt cái độ dài đoạn AC này là x luôn. Tức là một cái giá trị chúng ta chưa hề hay biết gì cả, chúng ta sẽ đặt nó là x. Đó, tức là đặt cái độ dài AC bằng x nhé. Thì khi đó chúng ta sẽ có rằng trong cái tam giác ACD này, chúng ta hoàn toàn có thể tính được x theo h, đúng không? Hay nói cách khác là h theo x liên quan đến góc 63 độ. Và nếu chúng ta gọi AC là x thì ngay lập tức cái đoạn CB này này nó sẽ bằng là 24 cộng x. Đó thì ở đây AB chúng ta đơn vị là mét thì CA chúng ta cũng gọi x ở đây đơn vị là mét luôn để cho nó cùng đơn vị nhé. Và lát nữa chúng ta tính h thì chúng ta cũng tính theo đơn vị mét. Vậy thì cái đoạn CB này nó sẽ bằng x cộng 24. Do đó thì xét cái tam giác BCD nó vuông tại C ấy, ta có góc 48 độ thì ta cũng tìm được cái mối liên hệ giữa H và x. Vậy thì như vậy chúng ta đang có hai cái ẩn là chưa biết đó là H và x và chúng ta có hai cái mối liên hệ. Do đó chúng ta sẽ tìm được H và x ngay, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ trả lời được cái chiều cao H của khối tháp này là bao nhiêu. Vậy cái bài này thì chúng ta có thể trình bày như thế này. Thứ nhất là chúng ta sẽ giả sử, đúng không ạ? Độ dài cái đoạn AC này đúng bằng x và đơn vị ở đây là mét. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra cái độ dài đoạn BC ấy, nó sẽ bằng x cộng với 24 mét. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái tam giác. Các em phải vẽ cái hình này vào trong bài làm nhé. Đó, vẽ cái hình này vào. Chúng ta chỉ cần vẽ một cái tam giác như này. Đó, và chúng ta điền các cái yếu tố lên đây. Rồi, bây giờ chúng ta xét cái tam giác vuông. Đó là tam giác CAD. Tam giác này là vuông tại C. Đó. Và chúng ta có cái giả thiết là AC thì bằng x này, CD thì bằng h và chúng ta có góc CAD thì bằng 63 độ. Vậy thì từ đây chúng ta thấy rằng là để tìm cái mối liên hệ giữa h và x ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái liên quan góc này. Vậy đây là cạnh góc vuông và đây là cạnh góc vuông. Chúng ta sẽ dùng tang đúng không? Tang thì bằng đối chia kề. Như vậy ta có ngay là tang góc 63 độ thì sẽ bằng đối ở đây chính là CD là H chia cho kề ở đây là CA là X. Thế thì ngay lập tức chúng ta sẽ được H nó sẽ bằng X nhân với tang của góc 63 độ. Đây chính là cái mối liên hệ thứ nhất. Tương tự như thế bây giờ chúng ta sẽ sang cái mối liên hệ thứ hai. Đó là chúng ta xét sang cái tam giác. Tương tự chúng ta có tam giác là CBD. Tam giác này là vuông tại C. Và chúng ta cũng có các cái giả thiết đi kèm ở đây. Đó là chúng ta có CB thì bằng x cộng 24. Đó, chúng ta có là CD thì bằng h. Và chúng ta có góc CBA thì bằng là 48 độ. Như vậy từ đây chúng ta suy ra là ta cũng vẫn dùng tang là tang của góc 48 độ thì sẽ bằng chiều cao là h chia cho, đúng không? Tức là cạnh đối nè, h chia cạnh kề lúc này là x cộng 24. Đó, và đây chính là cái hệ thức thứ hai này, đúng không? Nói một cách khác là từ đây chúng ta sẽ có được là h sẽ bằng là x cộng với 24 đó, nhân với tang của 48 độ.
Ở đây là 2. Thì từ 1 về 2 chúng ta sẽ ra được một cái phương trình ẩn x để chúng ta tìm ra x trước, sau đó chúng ta sẽ tìm ra h nhé. Hoặc là nếu như các em không muốn thế thì chúng ta sẽ tìm ra cái mối liên hệ x theo h, rồi chúng ta sẽ ra được cái phương trình. Đó, ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ tìm ra nếu mà theo x theo h đó, thì cái chỗ 1 này này, đúng không? Chỗ 1 nhé là chúng ta sẽ suy ra. Thay vì 1 này, chúng ta suy ra h bằng, thì ở đây chúng ta suy ra x bằng. Đó, thì chúng ta sẽ không cần phải tìm đến x nữa. Rồi, như vậy chúng ta có thể suy cái chỗ này ra là bằng này. Ta thế cái vị trí này bây giờ sẽ là x bằng. Đúng không? Nếu x bằng thì sẽ là h chia cho tan của 63 độ. Đó. Thế còn cái vị trí bên dưới này thì chúng ta cũng suy x theo h. Vậy chúng ta sẽ được là x cộng với 24 đúng không? Thì sẽ bằng là h chia cho tan của 48. Đó. Và đây chính là 2 nhé. Đó, chúng ta thế 2 ở vị trí này. Bây giờ chúng ta sẽ thế cái 1 này vào cái 2 thì chúng ta được phương trình ẩn h đấy gì. Rồi, từ đây chúng ta có thể tìm ra h luôn. Thế cái 1 này vào cái 2. Lúc này ta được. Như vậy ta được là x cộng 24 thì bây giờ sẽ là h chia cho tan của 63 độ cộng với 24 thì sẽ phải bằng h chia tan 48 độ. 48 độ nhé. Rồi. Đó. Thế thì với cái phương trình mà ẩn h như thế này thì rõ ràng chúng ta phải quy đồng để chúng ta khử mẫu đi. Còn nếu như các em không muốn quy đồng thì chúng ta có thể là chuyển tất cả, vì ở đây chúng ta thấy nó ẩn thì là h này và bậc của chúng ta là bậc nhất. Vì vậy chúng ta chuyển cái phương trình này, cái biểu thức bên này này qua trái thì chúng ta sẽ thu được một cái phương trình mới, đó là h chia cho tan 63 độ trừ đi h chia tan của 48 độ. Không? Thì nó phải bằng trừ 24. Đó, vậy từ đây chúng ta nhóm h là làm chung này. Ta còn lại là 1 chia cho tan 63 độ trừ đi 1 chia cho tan 48 độ. Đó, thì nó sẽ phải bằng trừ 24, đúng không? Trừ 24 nhé. Thế thì sau khi chúng ta nhóm được như thế này rồi, thì để có được h, đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy trừ 24 ta chia cho cái biểu thức này. Và chúng ta sẽ bấm trên máy tính. Khi đó h sẽ bằng này, trừ 24 này, chia cho 1 phần tan 63 độ. Đấy, trừ đi 1 phần tan của 48 độ. Các em ký hiệu, các cái ký hiệu là cho chính xác. Ở đây chúng ta có một cái phép chia lớn ở đây. Cái phép chia lớn này nó ngang một cái dấu bằng. Thế còn tử ở đây là trừ 24 và mẫu là cả cái biểu thức này. Thế bây giờ phần còn lại là chúng ta sẽ bấm trên máy tính và chúng ta sẽ lấy giá trị xấp xỉ, đúng không? Vì ở đây nó liên quan đến các cái góc này là góc không phải góc đặc biệt, cho nên là chúng ta không lấy được giá trị đúng đâu. Thì cái góc, cái giá trị xấp xỉ ở đây thì chúng ta nên lấy là khoảng hai chữ số sau dấu phẩy là được rồi, để nó giảm thiểu cái sai số đi thôi. Đó, khi bấm thì cũng sẽ bấm cái mẫu này trước, bởi vì trong cái biểu thức mẫu nó khá là lằng nhằng. Chúng ta sẽ bấm là 1 phần này tan của 63 độ, đóng ngoặc lại nhé. Sau đó chúng ta trừ đi phân số này 1 phần tan của 48 độ. Đó, và nhớ đóng ngoặc. Như vậy chúng ta được cái kết quả là trừ 0,39. Sau đó chúng ta lấy trừ 24 chia cho cái kết quả này. Thế sau đó thì chúng ta lấy trừ 24 chia cho cái trừ 0,39. Thì trừ với trừ nó thành cộng, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ được này 24 nhé. Rồi, 24 đi chia cho cái kết quả này 0,39. Thì nó sẽ bằng là 61,538 gì đấy, thì chúng ta sẽ làm tròn thành là 61,54. Như vậy ở đây chúng ta sẽ lấy xấp xỉ này 61,54 chưa, đơn vị là mét nhé. Đây là h lúc này sẽ bằng 61,54 mét. Đó, vậy chúng ta sẽ kết thúc cho cái câu 38 này. Chúng ta sang câu 39. Cho tam giác ABC, M là điểm thỏa mãn 3 lần vectơ MA cộng 2 vectơ MB bằng vectơ 0 trên các cạnh AC, BC. Lấy các điểm PQ sao cho CPMQ là hình bình hành. Lấy điểm N trên AQ sao cho A nhân vectơ NA cộng B nhân vectơ NQ phải bằng vectơ 0. Với AB là các số nguyên, AB là nguyên tố cùng nhau. Rồi khi ba điểm B NP thẳng hàng thì hãy tính A cộng B. Như vậy bài toán này người ta cho chúng ta một cái giả thiết, đó là một cái đẳng thức liên quan này. Thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ có cái hình bình hành CPMQ. Thì với cái hình bình hành này, các em nhớ là đã nói đến hình bình hành, chúng ta sẽ nghĩ tới quy tắc hình bình hành. Trước khi chúng ta có các phép toán vector.
Đó, bây giờ chúng ta lại lấy một cái điểm N trên cái AQ mà nó lại cũng thỏa mãn một cái thẳng thức như thế này. Với điều kiện này AB là số nguyên và đồng thời AB nguyên tố cùng nhau. Đó, bây giờ họ cho chúng ta là cái giả thiết tiếp theo là BNP này thẳng hàng. Đó, BNP thẳng hàng nhé. Thì chúng ta cần tính xem A cộng B bằng bao nhiêu. Vậy với cái giả thiết này này, chắc chắn chúng ta phải đi xác định vị trí của điểm M trước. Sau khi có vị trí điểm M rồi thì chúng ta lại xác định được cái hình bình hành này. Và khi chúng ta có hình bình hành này thì chúng ta mới xác định được cái vị trí của điểm N. Đó, và từ cái vị trí điểm N này người ta nói với chúng ta rằng là BNP bây giờ nó muốn thẳng hàng thì AB của chúng ta là chúng ta phải xác định xem nó bằng bao nhiêu. Từ đó chúng ta tính được cái tổng A cộng B. Đó chính là các cái dữ liệu cho cái bài 39. Ở đây bước thứ nhất là chúng ta sẽ đi xác định cho cô cái điểm M trước, xem cái vị trí điểm M này nó ở đâu. Đó. Thì bám vào cái giả thiết này, đó là cái điểm M nó phải thỏa mãn là 3 vector MA cộng 2 vector MB bằng vector 0. Do đó chúng ta sẽ có lời giải như sau. Đó là ta có này 3 lần vector MA cộng với 2 lần vector MB thì bằng vector 0. Thì điều này chúng ta sẽ tương đương với, để xác định được cái vị trí điểm M thì bắt buộc chúng ta sẽ phải biến đổi cái đẳng thức vector này về làm xuất hiện cái vector AB với một cái vector nữa là chứa cái điểm M. Bởi vì cái vector AB là cái vector mà chúng ta đã xác định rồi, do cái tam giác ABC này chúng ta đã biết nhé. Có nghĩa là bây giờ các em có cái giả thiết là một cái tam giác ABC đã biết này, cho nên là chúng ta sẽ mọi cái điểm mà chúng ta xác định thêm nó sẽ phải bám vào cái tam giác ABC này. Đó, chúng ta sẽ bám chặt vào cái giả thiết tam giác ABC này để chúng ta ra tiếp các cái sự kiện tiếp. Do đó bây giờ chúng ta lấy cái tam giác ABC này nhé. Đó. Mà cái điểm M nó thỏa mãn, vậy bây giờ chúng ta sẽ đưa cái đẳng thức này về làm xuất hiện cái AB. Đó. Vậy thì muốn làm xuất hiện vector AB nữa thì chúng ta có hai cái quy tắc để chúng ta sử dụng, đó là quy tắc cộng và quy tắc trừ 3 điểm. Cô nhắc lại cái quy tắc cộng 3 điểm này. Quy tắc cộng 3 điểm là nếu chúng ta có 3 điểm ABC thì chúng ta có vector AB sẽ phải bằng vector AC cộng vector CB, hoặc là quy tắc trừ 3 điểm là vector AB nó sẽ bằng vector CB trừ đi vector CA. Đó. Chúng ta có thể dùng quy tắc nào cũng được, miễn là chúng ta biến đổi để làm xuất hiện cái vector AB ở đây. Đúng không? Vậy thì với cái 3 lần vector MA lại cộng 2 lần vector MB như thế này thì chúng ta chỉ việc là chèn thêm cái điểm B vào thôi. Đúng không? Ở đây chúng ta có là vector MA này, chúng ta sử dụng quy tắc cộng này nhé. Chúng ta sẽ chèn thêm một cái điểm vào giữa này theo quy tắc cộng. Thì lúc này chúng ta sẽ được này. Đó là 3 lần vector MA sẽ là 3 lần này vector MA chúng ta chèn thêm điểm B theo quy tắc cộng, ta được vector MB đó, cộng với vector MA à, cộng vector BA đó, theo đúng quy tắc cộng nhé. Thế còn lại cái phần đuôi này chúng ta giữ nguyên, tức là cái vector MA này ta dùng quy tắc cộng bằng cách chèn điểm B vào giữa này thì ta được tổng hai vector này. Còn cái phần đuôi này ta không biến đổi thì ta giữ nguyên, tức là cộng với 2 lần vector MB thì sẽ phải bằng vector 0. Vậy từ đây chúng ta có được này, ta nhân phá ngoặc ra ta được 3 lần vector MB không? Cộng với 3 lần vector BA đó, cộng với 2 lần vector MB thì sẽ phải bằng vector 0. Thì từ đây chúng ta có 3 lần vector MB cộng 2 lần vector MB thì nó sẽ ra là 5 lần vector MB. Được chưa? Đó, thế còn chỗ này chúng ta sẽ có là 3 vector BA, vậy chúng ta bằng 3 lần vector BA. Rồi, bây giờ chúng ta thấy là hai cái vector này này bằng, thế vậy chúng ta chuyển sang đây nó thành trừ nhé. Đó, ta chuyển ba cái vector BA qua đây nó thành trừ này. Thế cái hai cái vector này ta thấy là nó có điểm B này, nhưng mà cái vị trí điểm B nó đang ở các cái vị trí khác nhau đúng không? Vậy cái chỗ này chúng ta chuyển cái này là thành đẩy cái điểm B lên làm điểm đầu đi, thì chúng ta sẽ có được là 5 lần vector MB chính là trừ 5 lần vector BM. Đó, tức là cái vector MB này này nó chính là bằng trừ vector BM. Hai cái vector MB với BM là hai vector đối của nhau, cho nên vector MB bằng trừ vector BM. Đó. Thế còn trừ 3 lần vector BA chúng ta giữ nguyên. Vậy lúc này chúng ta hai vế chúng ta đều có dấu trừ thì chúng ta có thể nhân hai vế với âm 1 để chúng ta triệt tiêu. Và khi đó ta cũng có thể viết rằng vector BM lúc này nó bằng 3 phần 5 vector BA. Đó. Tức là chúng ta sẽ chia cả hai vế cho âm 5 thì ta được điều này. Vector BM và vector BA, vậy này BM và BA lúc này nó sẽ phải cùng hướng với nhau và nó chung nhau điểm B, vậy tức là lúc này ba cái điểm BMA nó phải thẳng hàng với nhau vì cái vector BM và vector BA này
nó cùng phương chung nhau điểm B nữa, cho nên 3 điểm BMA thẳng hàng, BMA thẳng hàng và vector BM, vector BA lại cùng hướng. Vậy đây là hướng của vector BA này. Bây giờ vector BM cùng hướng, vậy thì cái điểm M nó phải nằm về phía này. Sao cho cái độ dài của BM này này nó bằng 3 phần 5 của cái BA. Vậy có nghĩa là cái đoạn BA này bây giờ chúng ta chia làm 5 phần bằng nhau thì BM chiếm 3 phần. Đó. Bây giờ chúng ta thực hiện chia nhé. Chỉ phải chia tương đối để chúng ta thu được 5 phần bằng nhau. Đó, 3 này, 4, 5, đúng không? Đó, thì có vẻ lúc này chúng ta sẽ có là cái BM chúng ta chiếm 3 phần. Vậy chúng ta nuôi lên đây một chút này. Đó, thì chúng ta được cái BM ở đây. Nó hơi lệch một tí nhé. Thì chúng ta chuyển nuôi cái điểm này lên đây một tí này. Đó, thì chúng ta được BM ở đây. Do đó chúng ta kết luận ở đây này. Khi và chỉ khi. Đúng chưa? Điểm M này, B này, A này, thẳng hàng. Đó, nó cùng phương và chung nhau điểm B cho nên 3 điểm thẳng hàng. Và độ dài của B, vector BM bằng 3 phần 5 độ dài của vector BA. Đó, và chúng ta có cái hình vẽ. Theo đây cái bắt buộc là chúng ta vẽ cái hình lên để chúng ta có được cái điểm M trên hình vẽ nhé. Rồi, như vậy từ đây chúng ta suy ra điểm M đó, được xác định trên hình vẽ. Đấy. Có nghĩa là sau khi chúng ta kết luận thì chúng ta vẽ được cái điểm M. Bây giờ tiếp tục này, chúng ta lại bám tiếp vào cái giả thiết đó là trên cạnh AC và BC thì lấy điểm P và Q. Đấy, AC này thì chúng ta lấy P, còn BC thì chúng ta lấy Q. Sao cho cái tứ giác CPMQ là hình bình hành. P ở đây mà, CPMQ không là hình bình hành. Vậy bây giờ chúng ta có điểm M, điểm C rồi, bây giờ chúng ta phải dựng thành một cái hình bình hành ở đây. Nếu vị trí cái điểm P nó nằm ở ở đây nhá, thì lúc này có phải là P này, MP nó phải song song với BC không? P thuộc AC mà. Đó. Vì vậy bây giờ từ vị trí M chúng ta dựng một cái đường song song với BC thì chúng ta mới có được một cái hình bình hành ở đây. Từ M dựng đường song song với BC. Đó, và từ M dựng đường song song với AC thì lúc này tương ứng chúng ta sẽ có được hai cái điểm. Đó là điểm P và điểm Q. Ở đây chúng ta có này. P thì thuộc về AC. Đó. Và Q thì thuộc vào BC. Rồi chúng ta có được cái hình bình hành CPMQ. Bây giờ tiếp tục giả thiết là lấy điểm N trên AQ. Đó, đây là AQ này, đúng không? Bây giờ chúng ta lấy một cái điểm N sao cho cái điều này xảy ra. Tức là A lần vector NA cộng B lần vector NQ. Và bây giờ chúng ta thể hiện cái đường này. N thuộc AQ nhé. Để chúng ta vẽ cái đường AQ trước này. Một cái đường AQ. Bây giờ sao cho cái điểm N nó nằm ở cái vị trí nào đó mà ta chưa biết cái vị trí của N đâu. Đúng không? N nằm một cái vị trí nào đó, giả sử nó nằm ở đây chẳng hạn. Sao cho cái vec A lần vector NA này này cộng với B lần vector NQ nó phải bằng vector 0. Điều kiện ở đây là AB là các số nguyên và AB nguyên tố cùng nhau. Như vậy các em chú ý là nguyên tố cùng nhau tức là AB này nó phải có ước chung lớn nhất là một thôi. Có nghĩa là nói một cách khác là AB phải là những số chỉ chia hết cùng chia hết cho một. Đó. Ví dụ như là chúng ta có cái số 5 và số số 7 chẳng hạn thì hai số này chỉ cùng chia hết cho một thôi. Đó, hoặc là số 5 và số 2 thì nó cùng chia cho một, nhưng mà số 6 và số 4 thì rõ ràng là 6 chia hết cho một, 4 chia cho một nhé. Nhưng mà 6 cũng chia hết cho 2, 4 chia hết cho 2, đúng chưa? Như vậy nó hai thằng này không phải là nguyên tố cùng nhau. Đó, muốn nguyên tố cùng nhau thì hai cái số đó phải chỉ có cùng chia hết cho một. Rồi, như vậy chúng ta có được AB thuộc Z và AB nguyên tố cùng nhau là như thế. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là dựa trên các giả thiết này để xác định ra AB nó bằng bao nhiêu đã. Đây bây giờ chúng ta đi xác định cái vị trí của điểm N. Oh, muốn xác định vị trí điểm N thì chúng ta sẽ bám vào cái giả thiết đó là N nằm trên AQ. Vậy dẫn tới là chúng ta phải có vector AN và vector AQ này là hai vector cùng phương. Và giả thiết ở đây người ta cho nữa là BNP phải thẳng hàng. Có nghĩa là chúng ta cũng có vector BN và vector BP này cùng phương với nhau. Ờ, như vậy dựa trên các cái giả thiết này để chúng ta xác định cái vị trí điểm N nhé. Có cái vị trí điểm N thì ta mới xác định được AB ở đây. Ờ, đấy chính là cái mục đích của chúng ta. Rồi, vậy ở đây thì trước tiên chúng ta sử dụng cái giả thiết đó là cái tứ giác CPMQ này thì mình hành. Ngay lập tức chúng ta sẽ có MP phải song song với QC và MQ song song với PC. Hay nói một cách khác là lúc này chúng ta sẽ có là nếu MP song song với BC thì lúc này cái tỉ số giữa AM trên AB nó sẽ phải bằng AP chia cho AC cạnh này. MP song song với lại BC này.
Đó, MQ thì cũng song song với lại PC, AC cũng được cũng nhá. Đó, nên từ đây chúng ta có cái tỷ số đó là MA chia cho AB thì sẽ phải bằng cái tỷ số đó là AP, đúng không? Đấy, PA chia cho AC và nó bằng tỷ số là QC chia cho CB. Đó. Rồi. Và cái tỷ số này thì nó bằng bao nhiêu? Chúng ta có là AM, cái vị trí M nãy mình xác định là M này nó BM chiếm 3 phần, còn BA chiếm 5 phần. Vậy chứng tỏ rằng AM nó chiếm 2 phần, đúng không? Vậy bây giờ AM chiếm 2 phần này, AB thì chiếm 5 phần. Vậy cái tỷ số này nó chính là 2 phần 5 luôn. Bằng 2 phần 5. Đó. Thế thì dựa vào đây thì chúng ta lại bám tiếp vào cái phần N đó là nằm trên AQ do cái đặc điểm này. Đó. Do đó chúng ta sử dụng này. Do cái điểm N đó. Q A là thẳng hàng nha. Nằm trên tức là nó thẳng hàng. Vậy thì dẫn tới là chúng ta sẽ có ngay là cái vector AN, cái vector AN này này nó sẽ phải cùng phương với vector AQ. Mà khi nó cùng phương với vector AQ có nghĩa là nó tồn tại một cái tỷ số nào đó để có vector AN gấp lên lần vector AQ. Cho nên chúng ta kết luận rằng là tồn tại đúng, một cái giá trị K nào đó để cho vector AN nó sẽ phải bằng K lần vector AQ. Đó. Thế thì muốn xác định được AN và AQ bây giờ chúng ta phải dựa trên là các cái quy tắc mà chúng ta có nữa để đưa về cái mối liên hệ này. Đúng, đưa về dẫn dắt về cái mối liên hệ mà chúng ta sử dụng được cái tỷ số ở đây. Đó, mà chúng ta có này, vector AQ này. Tôi chèn thêm điểm B thì chúng ta được là vector AB cộng vector BQ theo quy tắc 3 điểm này. Đó. Thế thì cái vector AB thì chúng ta đã có cái mối liên hệ ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cái vector BQ này. Cái vector BQ này thì chúng ta lại đem so sánh với cái vector là gì? Nó liên hệ với cái vector với BC ở đây đây. Đó là BQ thì nó lại chiếm 3 phần và BC chiếm 5 phần mà. Như vậy chúng ta sẽ được là vector AB cộng với chỗ này là vector BQ, tức là BQ chiếm 3 phần 5 của cái vector BC. Đó, tức là vector BQ với vector BC là cùng hướng nhé. Mà BQ chiếm 3 phần, BC chiếm 5 phần. Vậy ta được 3 phần 5 vector BC. Mà cái vector BC này thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển về là vector AC trừ vector AB. Như vậy ta được bằng vector AB này cộng với 3 phần 5 của vector AC trừ vector AB. Đây là quy tắc hiệu 3 điểm. Đó. Nói một cách khác là lúc này chúng ta có được cái vector AQ ấy, nó sẽ bằng, ta thấy là ở đây ta có 3 phần 5 nhân với trừ vector AB thành trừ 3 phần 5 vector AB, đúng không? Ở đây có vector AB nữa. Như vậy ta được là vector AB này trừ đi 3 phần 5 vector AB thì nó sẽ là bằng 2 phần 5 vector AB. 2 phần 5 vector AB này. Đó, và cộng với 3 phần 5 của vector AC. Đó, chúng ta nhân phá ngoặc và chúng ta thu gọn thì ta được cái vector AQ ở đây. Mà cái vector AN thì bằng K lần vector AQ. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra cái vector AN tương ứng. Đó là suy ra cái vector AN của chúng ta nó gấp K lần, đúng không? Tức là bằng 2 phần 5 nhân với K lần vector AB. Đó, cộng với 3 phần 5 nhân với K lần vector AC. Đó. Như vậy chúng ta đã thể hiện được cái mối liên hệ của cái vector AN này với cái vector AB và vector AC. Đó. Bây giờ chúng ta lại có cái giả thiết là BNP là nó thẳng hàng với nhau. Và BNP thì thẳng hàng tức là chúng ta lại tồn tại một cái giá trị nào đó để cho hai cái vector là BN và BP là tỷ lệ với nhau. Thế thì dựa trên cái đẳng thức này chúng ta sẽ đưa về cái mối liên hệ của cái liên quan đến BN và BP. Thế bây giờ chúng ta thấy rằng là bây giờ chúng ta lại cần muốn là xuất hiện điểm P ở đây. Thì cái vector AC này chúng ta so sánh được với AP này. Thì AC này nó chiếm 5 phần mà AP thì chiếm là 2 phần. Như vậy chỗ này chúng ta suy ra mối liên hệ với P đã. Vector AN này nó bằng 3, 2 phần 5. 2 phần 5K này của cái vector AB cộng với này 3 phần 5K nhé. Thế còn cái vector AC này, bây giờ chúng ta so sánh vector AP. Thì AC này là 5 phần, AP là 2 phần. Vậy các em sẽ ghi là 5 phần 2 của cái vector AP. Đó. Thế đến đây thì chúng ta rút gọn được cái 5 này cho nhau. Đúng không? Do đó lúc này ta sẽ được là vector AN lúc này nó sẽ bằng 3 phần 5K của vector AB
cộng với 3 phần 2k của vector AP. Đó. Bây giờ chúng ta mới chèn điểm B vào để chúng ta làm xuất hiện cái vector BN và vector BP. Và chúng ta cũng sử dụng cái đặc điểm là BNP thẳng hàng để chúng ta tìm ra mối liên hệ. Vậy từ đây chúng ta suy ra, ta chèn điểm B ta được là vector AB cộng vector BN sẽ phải bằng bằng 2 phần 5 này nhân k vector AB. Ở cộng với chỗ này chúng ta sẽ viết nó thành là 3 phần 2 này nhân k. Thế vector AP này, bây giờ chúng ta sẽ chèn điểm B vào để chúng ta xuất hiện cái mối liên hệ giữa BN và BP đó. Vector AB cộng vector BP. Đó, chúng ta dùng quy tắc 3 điểm với quy tắc cộng này, chèn điểm B. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có tiếp mối liên hệ là vector AB cộng vector BN. Đó, sẽ bằng này. Ta đang có là 2 phần 5k vector AB này. Đây là 3 phần 2k vector AB không? Vậy chúng ta nhóm vector AB lại. Đó, và ta sẽ còn là 2 phần 5 nhân k cộng với 3 phần 2 nhân k. Đúng chưa? Đó, và cộng với 3 phần 2 nhân k vector BP. Đúng không? Bây giờ chúng ta mới lập luận ở đây là do gì nữa? Do là BNP thẳng hàng. Đó. Nếu như nó thẳng hàng thì chúng ta lại gì? Lại dẫn tới là cái vector BN nó sẽ phải gì? Bằng x lần vector BP với x là một cái giá trị khác không? Đúng không? Tức là cái vector BN nó sẽ tỷ lệ nào đó với cái vector BP. Thế nếu như BN này, đây nhá, chúng ta có này, BN mà tỷ lệ với BP thì bản thân hai anh này muốn tỷ lệ với nhau thì rõ ràng hai cái anh này nó phải bằng nhau. Đúng không? Đó, mà đây cái hệ số của vector AB này là một, hệ số của vector AB này là cái cụm này, vậy chứng tỏ cái này nó phải bằng một. Hai anh này bằng nhau thì vector BN mới tỷ lệ với cái vector BP đây. Nhá. Vậy từ đây chúng ta suy ra. Đó. Nên này thì chúng ta có cái này. Đây suy ra. Suy ra đó là 2 phần 5 nhân k cộng với 3 phần 2 nhân k thì sẽ phải bằng 1. Đó, để cho đảm bảo được là cái vector BN nó tỷ lệ với vector BP ở đây. Ừ. Thế thì hai cái anh này nó phải bằng nhau. Đó, để chúng ta triệt tiêu nó đi mà. Triệt tiêu nó đi thì thằng này nó mới tỷ lệ với thằng này. Thì dẫn tới thằng này thẳng hàng. Vậy chúng ta có một cái mối liên hệ đây. Từ đây chúng ta tìm ra k. Để suy ra ta có là 2 phần 5k cộng 3 phần 2k đó. Thì nó chính là 2 phần 5 cộng với 3 phần 2 nhân với k thì sẽ phải bằng 1. Vậy từ đây chúng ta có được k sẽ bằng. Ở đây chúng ta thực hiện phép tính này. 2 phần 5 cộng với 3 phần 2 xem nó bằng bao nhiêu. Đúng không ạ? Chúng ta lấy máy tính chúng ta bấm nhé. Như vậy kết quả chúng ta nó bằng là 1,9. Đấy, bây giờ để có k thì chúng ta lấy 1 chia 1,9 đúng không? Thì chúng ta thu được cái kết quả ở đây. Và nếu chúng ta đưa về phân số thì nó là 10 phần 19. Vậy ta được là 10 này, phần 19. Đó chính là giá trị của k. Thế thì nếu k bằng 10 phần 19 có nghĩa là lúc này chúng ta có được cái đẳng thức mà chúng ta xác định ở trên đó. Đúng không? Hay nói khác là chúng ta nói là cái vector AN nó bằng k lần vector AQ mà. Vậy này. Cái vector AN lúc này nó bằng 10 phần 19 của cái vector AQ. Đúng chưa? Bởi vì ta nói rằng là cái K này là cái tỷ số để vector AN bằng K lần vector AQ mà. Vector AQ á, chúng ta sẽ dùng là vector NQ trừ vector NE. Đó, để chúng ta đưa về cái mối liên hệ là vector NA với vector NQ ở đây. Đúng không? Do đó chỗ này chúng ta tương đương với này. Vector NE bây giờ chuyển thành là trừ vector AN chuyển thành trừ vector NE. Sẽ bằng là 10 phần 19 này. Đó, chỗ này là vector AQ, ta dùng quy tắc hiệu thì bằng vector NQ trừ đi vector NE. Đó, bởi vì mục đích của chúng ta là phải chuyển về cái đẳng thức mà đề bài cho kia. Thì, tức là chuyển về cái đẳng thức này này, thì ta mới xác định được AB đó. Vậy từ đây chúng ta sẽ thực hiện là nhân chéo 19 qua, ta được là trừ 19 vector LE này. Sẽ phải bằng là 10 lần vector NQ, đúng không? Trừ đi 10 lần vector NE. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tất cả về một vế nhé để chúng ta sẽ có được cái đẳng thức. Từ đây chúng ta sẽ có được là 10, chúng ta chuyển toàn bộ cái vế bên này này qua vế bên này để ta thu được là 19 này vector NE đúng không? Cộng với 10 vector NQ trừ đi 10 vector NE đó thì nó sẽ phải bằng vector 0. Đó. Từ đây chúng ta thực hiện thu gọn thì ta sẽ có là
19 vector NA với trừ 10 vector NA thì nó sẽ bằng là 9 lần vector NA cộng với 10 lần vector NQ không? Thì sẽ bằng vector 0. Vậy thì rõ ràng dựa vào cái đẳng thức này thì chúng ta thấy rằng là A tương ứng nó sẽ bằng 9 và B tương ứng bằng 10. Thì hai cái giá trị này đều là giá trị nguyên này và nó là nguyên tố cùng nhau rồi, đúng không? Do đó chúng ta kết luận rằng là A bằng 9 và B bằng 10. Do này A lần vector NE đúng không? Cộng với B lần vector LQ thì bằng vector 0. Đấy, nên chúng ta có A bằng là 9 và B của chúng ta bằng 10. Từ đây chúng ta kết luận rằng vậy cái tổng A cộng B ấy, nó sẽ là 9 cộng 10 và kết quả của chúng ta là bằng 19. Và đây chính là cái đáp số cuối cùng cho bài toán 39. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.